Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta phân tích định lượng lại toàn bộ những cái kịch bản chúng ta đã đề ra trong tuần vừa qua. Sau đó thì chúng ta sẽ có một vài cái góc nhìn về xu thế thị trường trong tuần mới, và sau đó thì Hùng Lê cùng với tất cả quý anh chị nhà đầu tư chúng ta sẽ review lại tất cả các danh mục, các cái mã cổ phiếu mà chúng ta liên tục phân tích, liên tục theo dõi trong suốt thời gian vừa qua để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt nhất về thị trường cũng như các cái mã cổ phiếu. Thì trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê nhận được một số các cái ý kiến của các anh chị nhà đầu tư, thì có nói rằng là Hùng Lê sẽ cố gắng lựa chọn ra mỗi một cái nhóm ngành thì cố gắng phân tích một số các cái mã cổ phiếu đầu ngành. Ví dụ như là thép thì sẽ chọn Hòa Phát, Hoa Sen, Nam Kim, ví dụ như vậy. Hoặc là thủy sản thì chúng ta sẽ chọn ra một số mã, ví dụ như ANV, Vĩnh Hoàn đó, hoặc là khu công nghiệp, hoặc là ngành ngân hàng về chứng khoán thì không nói rồi, nhưng mà ý các bạn là có thêm một số các cái mã cổ phiếu về đầu ngành, ví dụ Viettel. Nói đến các cái mã ngành Viettel thì chúng ta sẽ phân tích những cái mã cổ phiếu nào, thì đấy cũng là một cái ý kiến mà Hùng Lê sẽ sau đó thì Hùng Lê sẽ biên tập lại file. Và có thể là sang những cái tuần tới thì Hùng sẽ có những cái định hướng có thể phân tích thêm các cái mã cổ phiếu đầu ngành như vậy để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có những góc nhìn tham khảo. Thì trước khi mà đi vào cái bản tin này thì Hùng Lê cũng nhắc lại với cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả những anh chị em, hiện tại là kênh của chúng ta là đã có 4.090 anh chị em đăng ký kênh. Và cộng đồng nhà đầu tư thì cũng đã có những cái đón nhận khá là tích cực với những cái bản tin mà Hùng Lê phân tích. Thì cái việc này thì Hùng Lê đã chia sẻ rồi, tức là phân tích định lượng thị trường và phân tích kỹ thuật thì nó dựa trên những cái dữ liệu về quá khứ, để sau đó thì dữ liệu quá khứ và dữ liệu hiện tại để chúng ta phân tích một cái định lượng ở trong tương lai. Đó, vậy thì khi mà chúng ta phân tích một cái định lượng ở trong tương lai thì nó sẽ rất là khó. Chính vì nó khó nên là nó mới hình thành thị trường, còn nếu mà ví dụ nó dễ thì nó lại không trở thành thị trường rồi, đúng không ạ? Bởi vì dễ thì ai cũng biết là đến cái đoạn đó bán, vậy thì ai sẽ mua, hoặc là ví dụ như là biết đến cái đoạn đó mua thì ai sẽ bán cho các anh chị đó. Vậy thì cái sự thị trường nó luôn hình thành, nó là như vậy. Chính vì vậy nên là cái việc mà chúng ta phân tích định lượng để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn, có được những cái chủ động hơn trong cái quá trình chúng ta đầu tư. Trong cái phân tích định lượng đó, nó có thể có đúng và nó có thể có sai. Tuy nhiên với quan điểm của ông Lê thì khi chúng ta đã phân tích và định lượng, chúng ta đã đưa ra được những cái hướng đi, thì rõ ràng là chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động hơn trong cái quá trình mà chúng ta giao dịch đó, ví dụ như vậy. Thì trong cái bản tin 80 phân tích định lượng tuần từ ngày 29 từ ngày 25 đến 29 tháng 11 thì Hùng có đề cập đến cái việc là có thể thị trường sẽ có những áp lực về giải chấp margin và cái vùng đệm 960. Cái vùng đệm 960 thì chúng ta sẽ có những cái quan sát đây, vùng đệm 960 ở đây thì chúng ta sẽ có những cái quan sát về định lượng thị trường. Và sau đó thì ở trên cái phần ghi chú trên cái phần ghi chú bản tin thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích những cái thông trong cái phần mà thông tin về bản tin ấy, thì Hùng cũng đã có những cái phân tích khá là chi tiết về cái biểu đồ xu thế của VN-Index trong ngắn hạn và những cái dấu hiệu để chúng ta quan sát, đấy là 1-3 phiên tới, tức là kết phiên ngày thứ tư. Và trong tuần thì chúng ta thấy rằng là cái phiên này là cái phiên của ngày 28 tháng 11, tức là phiên ngày thứ năm, phiên ngày hôm qua, thì cái áp lực giải chấp margin đã xuất hiện, đấy là sau cái khung giờ 13 giờ thì VN-Index của chúng ta đã rơi rất mạnh, và sau đó thì thường công ty chứng khoán sẽ bán khoảng sau 13 giờ và 13 giờ đến khoảng 13 giờ 30, đấy là cái khoảng thời gian mà khi mà thị trường rơi mạnh nhất, đấy là cái dấu hiệu của các công ty chứng khoán giải chấp margin, và sau đó thị trường có một cái điểm rút hồi chân lên. Còn cái vị trí mà Hùng đánh dấu xanh đây, tức là kết phiên ngày 22 tháng 11, tức là kết phiên tuần trước, thì chúng ta sẽ đánh dấu xanh để chúng ta có những cái phân tích định lượng. Thì về cơ bản trong tuần vừa rồi trên team Zalo thì Hùng Lê cũng chủ yếu là Hùng Lê tập trung để phân tích định lượng thị trường, còn về cơ bản là cổ phiếu thì chúng ta cũng không có nhiều cái cơ hội, bởi vì khi thị trường nó đang xấu như vậy thì nó cũng không có cơ hội đi lên. Và trong cái buổi sau mà
kết phiên giao dịch ngày thứ hai thì Hùng có một cái bản tin ngắn, trong đó thì có đề cập đến các cái nhóm ngành và đặc biệt là các cái mã cổ phiếu mà đã chạm những cái mốc hỗ trợ đó và những cái điểm điểm kỹ thuật để giúp cho chúng ta có những cái định lượng, tức là ví dụ như cổ phiếu ví dụ MIB thì cái vùng chỉnh có thể chạm với vùng 21.5, vùng 22 ví dụ như vậy, thì hoặc là VIBank vùng hỗ trợ 20 thì cũng đã view lại khá là chi tiết các cái mã ngành đầu ngành để cho anh chị em của chúng ta cũng có được những cái định lượng. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta, tức là hết cái phiên thứ hai thì có cái dấu hiệu tốt hơn của thị trường, nhưng mà chúng ta cần view thêm 1-2 phiên nữa, tức là phiên ngày thứ ba và phiên ngày thứ tư. Thì đến kết phiên ngày thứ ba thì Hùng cũng có tiếp tục cập nhật tiếp cái tình hình thị trường, và trong đó thì một số các cái chỉ báo kỹ thuật tín hiệu ngắn hạn, ví dụ RSI, MACD, tín hiệu dòng tiền thì đã có những dấu hiệu tốt lên, tức là đến kết thúc phiên ngày thứ ba thì đã có những dấu hiệu tốt lên. Tuy nhiên trên cái biểu đồ xu thế thì cái tín hiệu mà gọi là tạo nền thì nó dần tích cực hơn, nhưng mà chưa có chắc chắn. Và đặc biệt là trong cái phiên ngày thứ ba thì trên biểu đồ xu thế vẫn tiếp tục là một cây nến thân đỏ và bóng trên và bóng dưới thì khá cân bằng nhau, cho thấy cái cung cầu nó ổn định hơn, tức là cái phiên ngày thứ ba, kết phiên ngày thứ ba thì như vậy. Và đến phiên ngày thứ tư thì tiếp tục định lượng lại thị trường để cập nhật lại, đến phiên ngày thứ năm đấy là cái phiên ngày thứ tư kết lại, vào phiên ngày thứ năm thì tiếp tục định lượng lại một số các cái vị thế, đấy là những cái áp lực về giải chấp margin ở trong cái phiên ngày thứ năm đó. Và chúng ta cần chờ một cái tín hiệu xác nhận để đây, chúng ta cần chờ một cây nến xác nhận để xác nhận cái xu thế hồi. Tuy nhiên là cái cây nến của ngày thứ năm thì nó lại phá vỡ hết tất cả những cái nỗ lực của những cái cây nến của ngày ba ngày trước đó, tức là ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư. Và áp lực về thị trường thì nó vẫn còn đó, và trong cái giai đoạn này thì đây cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta sẽ hạ bớt cái margin và chúng ta lựa chọn những cái mã cổ phiếu đánh dài thôi, chứ còn nếu mà đánh lướt ngắn là hiện tại nó đang rất là khó, bởi vì là phái sinh thì hiện tại độ short của phái sinh đang rất là mạnh, và một số các anh chị thì có ý kiến rằng là phái sinh và cơ sở thì đội phái sinh đang làm xấu đi cái cơ sở. Tuy nhiên đấy là một cái thực tế hiện tại là cơ sở và phái sinh thì bây giờ nó tồn tại song hành với nhau. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng phải chấp nhận cái việc đó. Ok. Vậy thì là trong cái định lượng thị trường trong tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thể thấy rằng là kết tuần thì VN Index của chúng ta đây, VN Index của chúng ta đâu đó đóng cửa vùng 977 và đã có lúc là cái phiên cái hiện tại là đang ở vùng 970, nhưng đã có lúc sâu nhất là 968 điểm. Đã đi xuống vùng 968 điểm, và tí nữa thì cũng sẽ đi phân tích chi tiết hơn, nhưng với cái kịch bản hiện tại của thị trường thì thị trường của chúng ta đang đi vào những vùng rất là xấu. Vùng rất là xấu khi dòng tiền có một cái tín hiệu đi ngang tại đây, và sau đó thì có khả năng là sang thứ hai tuần tới thì dòng tiền tiếp tục cắm xuống, và cái vùng hỗ trợ 960 này có lẽ sẽ được tính toán tại thời điểm này, bởi vì là hiện tại thì cũng chưa có những cái lực đỡ của thị trường, tín hiệu đường MACD thì cũng đang khá là xấu, và một số các cái chỉ báo kỹ thuật khác thì cũng đang cho thấy rằng là cái đà rơi của thị trường nó chưa cầm lại. Thì tí nữa chúng ta sẽ đi phân tích và định lượng một cách nó chi tiết hơn, cụ thể hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi view lại một số các cái nhóm ngành chính. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến Vinhome, VHM. Đối với Vinhome, trong cái kịch bản mà ông Lê đã phân tích và định lượng ở tuần trước đây thì Vinhome khả năng sẽ gọi là về lại vùng hỗ trợ 92.5. Tại vùng 92.5 này Vinhome tích lũy lại được thì cái cơ hội kéo lại của Vinhome là còn nếu tại vùng 92.5 này Vinhome tiếp tục bị gãy thì như vậy là Vinhome sẽ trả lại vùng nền ở dưới này, tức là cái vùng 90, hoặc là sâu hơn nó sẽ có thể là đánh lại cái vùng 87.5 ở đây, tức là một cái nhịp giảm tiếp, tức là tại đây nó không hỗ trợ được thì khả năng là Vinhome sẽ đánh chạm về đây. Trên tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn thì Hùng Lê chưa nhìn thấy lực hồi của Vinhome.
Chưa nhìn thấy lực hồi của Vinhome, và khả năng thì Vinhome có thể là sẽ hỗ trợ lại ở quanh vùng 90. Sẽ hỗ trợ lại quanh vùng 90 trong tuần tới, tức là có nghĩa là Vinhome vẫn còn những cái nhịp rung rũ tiếp theo, chứ còn hiện tại là chúng ta chưa nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền. Chúng ta cũng thể thấy rằng là ở đây trong một cái nhịp rơi thì Vinhome đã có những phiên dừng lại, và sau đó thì Vinhome lại tiếp tục có những phiên rơi mạnh. Vậy thì trong cái kịch bản hiện tại thì chúng ta cũng phải chưa 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 nhìn thấy những cái động lực mà Vinhome có thể hồi phục lại đây. Đối với VIX, thì về cơ bản hiện tại là VIX chúng ta đã có những cái view khá là dài. Khi mà tạo lập liên tục giữ VIX ở trên nền 100 và ở gần đây nhất đó là nền 115. Thì về cơ bản là hôm nay thì VIX đã gần chạm về vùng 115, và phải nói là trong tuần vừa rồi thì gần như VIX đang có những cái tín hiệu đi ngang ở đây. Thì chúng ta kỳ vọng rằng VIX thì đối với việc mà chúng ta đầu tư thì nó hơi khó, nhưng mà chúng ta kỳ vọng là VIX nó sẽ không rơi mạnh, và VIX sẽ giữ lại được ở vùng 115 và có một cái nhịp phục hồi đây để làm gì ạ? Để giữ nhịp cho thị trường, bởi vì VIX là một trong những mã cổ phiếu mà cái tỷ trọng vốn hóa của VIX khá là lớn. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn đến câu chuyện của VRE. Thì đối với VRE, chúng ta xem ở trên một cái biểu đồ đến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là từ lúc Vincom thì theo lên sàn, và sau đó thì đã có một cái nhịp tạo đáy ở đây khá là dài đây. Không biết là khối lượng bao cũng khoảng hai theo quý rồi, đúng không? Ít nhất là khoảng 2 quý đây. Và sau đó thì đầu năm 2019 thì Vincom thì theo đã có một nhịp đánh dẫn lên, tức là đánh chạm ở vùng ở đây, thậm chí có thể tính toán ở đây là khoảng vùng 38, và sau đó thì lại có một cái nhịp đánh rũ và tạo nền tại đây. Thế thì trong một cái xu thế chung và dài hạn thì Hùng Lê vẫn có thể kỳ vọng đối với kịch bản của Masan thì, đối với kịch bản của VRE thì VRE sẽ có một cái nhịp đánh dài ở đây. Một cái nhịp đánh dài nó sẽ quăng cụt và nó sẽ cần thời gian, chứ không phải là ngày 1, ngày 2 nó sẽ hình thành được ở đây. Thì với quan điểm là đánh sóng dài, vì vậy nên Hùng Lê đã khuyến nghị một số các tài khoản ở trong team của Hùng Lê. Tức là cái điểm, cái cách Hùng sẽ nói một cách VRE, Hùng nói chi tiết hơn một tí nhé. Tức là cái cách quản trị rủi ro và cái cách mua của một cái mã cổ phiếu đánh trend dài. Tức là khi chúng ta định vị ở đây là cái vùng 33.5 là vùng điểm mua 1. Điểm mua 1 này ví dụ như là sức mua của chúng ta mua được 10.000 mã cổ phiếu VRE thì chúng ta sẽ mở mua ở vùng 33.5 này 3.000 mã cổ phiếu. Sau đó khi mà cổ phiếu này về đến tài khoản xong thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái tiếp theo của VRE. Và nếu như ví dụ VRE bị gãy, ok, bị gãy ở vùng 33.5 thì trường hợp xấu hơn VRE có thể chạm lại về vùng 32. Đó, ví dụ VRE sẽ có thể xấu hơn, sẽ chạm về vùng 32. Như vậy từ vùng 33.5 và về vùng 32 thì 3.000 mã cổ phiếu đó thì chúng ta đang bị lỗ bao nhiêu ạ? Các anh chị cứ tính toán đi, chắc chắn là chưa vượt 10%, ít nhất là chưa vượt 8%. Vậy thì khi về đến, nếu như trường hợp xấu tiếp theo VRE bị gãy về nền 30, 32 thì chúng ta lại tiếp tục quan sát ở đây. Nếu như trường hợp như tại cái vùng này mà cổ phiếu tích lũy lại được và có cái cơ hội vượt thoát đi lên thì chúng ta lại mở mua tiếp 3.000. Đó. Nhưng nếu ngược lại, nếu cổ phiếu không có xu thế vượt đi lên và cổ phiếu bị gãy nền ở đây là nền 30, nền hỗ trợ ở 31.5, bị gãy nền hỗ trợ ở đây khoảng 31 ở đây này, khoảng 31 rồi mà. 31. Ví dụ như là tiếp theo cổ phiếu bị gãy nền 31 thì chúng ta sẽ chấp nhận cắt lỗ cái 3.000 cổ phiếu đó. Ví dụ như vậy, đấy là cái cách mua, cái cách mà chúng ta đánh ở trong một cái kênh xu thế chung và dài hạn thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái điểm mua gom đó, những cái điểm mua vị thế, và chúng ta sẽ vì chúng ta mục tiêu của chúng ta đánh sóng dài, vì vậy nên là các cái điểm mua chúng ta cứ bình tĩnh mua đó. Ví dụ như vậy thì cái điểm mua đầu tiên của VRE trong một cái sóng dài khuyến nghị các anh chị vùng 33.5. Phiên ngày hôm nay thì VRE có một cái tăng mạnh, đấy là phiên ATC, hình như là quỹ mua nên là dẫn đến cái việc là kết phiên thì VRE gần tăng được một điểm và đóng cửa ở mức 34.45. Một phiên thì nó cũng chưa nói hết được xu thế của VRE, và khả năng thì VRE vẫn sẽ còn những cái phiên test trả lại ở vùng 33.5, và đây là một cái vùng mà ông đánh giá rằng khá là ok cho một kênh xu thế dài hạn của Vincom thì theo. Và nếu mà xấu hơn thì Vincom có thể chỉnh chạm kênh ở dưới này và chúng ta sẽ tiếp tục quan sát để có thể gia tăng vị thế.
Đối với Vinamilk thì sau những cái động thái của FNN thì Vinamilk đã có một cái điểm giảm rất là mạnh sau khi mà hoàn thành cái target vùng 135 vùng lên phân tích tại đây. Và hiện tại thì Vinamilk đã rơi lại vào điểm xuất phát đó là vùng 120, thì với cái góc nhìn của Lê thì khả năng là Vinamilk đang có những cái tín hiệu, khả năng là những cái tín hiệu tạo nền tại đây khi mà cái lượng lượng thanh khoản ở đây tiếp tục có những cái mức thấp và cái vùng giá 120 này thì khả năng là FNN sẽ không đánh thủng. Bởi vì đánh thủng cái vùng 120 thì như vậy là Vinamilk lại bước sang một kênh xu thế nó hoàn toàn khác. Và khi bước sang một kênh xu thế hoàn toàn khác như vậy thì nó sẽ cần rất là nhiều thời gian, rất là nhiều thời gian. Hiện tại thì biểu đồ tần suất của đường MACD nó cũng có những cái tín hiệu tích cực hơn. Tín hiệu về dòng tiền thì cũng đang có những cái dấu hiệu đang hướng lên và có thể bứt phá ở đây. Trên biểu đồ nến tuần thì chúng ta thấy rằng là có thể là Vinamilk sẽ tiếp tục có những tuần giao dịch ngang ở quanh vùng 120. Các tín hiệu tăng mạnh của Vinamilk thì hiện tại chúng ta chưa có và chúng ta kỳ vọng là Vinamilk không gãy vùng 120 để giữ nhịp cho thị trường. SAB thì có cái gì không ạ? SAB hiện tại thì nó cũng không có nhiều nhiều những cái yếu tố đột biến, và trong những cái kịch bản gần đây của Lê có phân tích và đề cập đến thì khả năng là SAB sẽ chỉnh đâu đó chạm lại về vùng 220, về vùng 220 và tích lũy tại đây, bởi vì những cái tín hiệu về dòng tiền, tín hiệu đường MACD thì hiện tại đang khá là xấu và một số các chỉ báo kỹ thuật khác. Xu thế hiện tại thì vẫn tiếp tục rơi, cơ bản là vẫn tiếp tục rơi, và như vậy thì nếu như SAB rơi thì đây cũng là một cái áp lực rất là lớn đối với VN-Index của chúng ta. Trong các cái mã cổ phiếu trụ thì hiện tại đang còn mã cổ phiếu VRC cùng thời phân tích với mã cổ phiếu MWG. Thì VRC hiện tại là một mã cổ phiếu trụ mà đang giữ được chen sóng nhịp khá là tốt, chen sóng nhịp khá là tốt khi mà VRC sau khi đã chạm về vùng 145 thì VRC đã có những nhịp test chỉnh về vùng 142, và tại vùng 142 này thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là hai lần, lần thứ nhất ở đây gần ở đây và lần thứ hai ở đây thì cái vùng 142 này VRC không bị gãy, và như vậy thì VRC không bị gãy thì cái xu thế hồi hồi sẽ được xác lập. Và cái việc đầu tiên là khả năng là sang tuần tới, bây giờ cái lượng cầu đổ vào cổ phiếu này đang 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 ít, thì sang tuần tới thì nhiệm vụ là VRC có thể sẽ đánh vượt lại vùng 145, và khi những cái tín hiệu lực cầu ổn định quay trở lại thì có thể VRC sẽ tiến về vùng 150. VRC sẽ có thể tiến về vùng 150 và mạnh hơn sẽ là vùng 155. Đấy là hai vùng kháng cự. Đây là hai vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này. Thì muốn vượt được lên đến đây thì chúng ta cần phải có những cái điểm vượt ở vùng kháng cự 145 này trước. Thì cơ bản hiện tại thì tín hiệu về giá của VDC thì khá ok, nhưng tín hiệu dòng tiền thì có vẻ là hơi hơi kém, tín hiệu dòng tiền thì đang hơi kém, cần những cái phiên mà VDC có khoảng tầm 600.000 đến 700.000. Và một cái điều tín hiệu tích cực hiện tại đó là tín hiệu về dòng tiền thì đang tiếp tục hướng lên, đấy là một cái tín hiệu khá là tốt của VDC. BVH thì trong giai đoạn hiện tại thì không có nhiều những yếu tố đột biến khi mà cổ phiếu này tiếp tục một cái trạng thái lình trình đi ngang. Tuy nhiên đối với BVH thì Hùng Lê cũng kỳ vọng là BVH sẽ không bị gãy ở vùng 70, sẽ tích lũy lại được ở vùng 70 và có thể lình trình đi ngang ở đây. Còn nếu như BVH bị gãy vùng 70 thì như vậy là cái xu thế của cổ phiếu BVH sẽ đi về một cái nơi rất là xa lắm, và như vậy là về bản chất thì hiện tại là BVH vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu thế đa chen đó, đang đang nằm ở trong một cái kênh xu thế đa chen. Chính vì vậy nên là cái việc mà cổ phiếu này hồi thì cũng chạm về cái vùng kháng cự trên này và sau đó thì sẽ bị rơi xuống, và nếu mà như vậy theo một kênh xu thế đa chen thì BVH nó sẽ rất là xấu, sẽ rất là xấu đúng không ạ? Bởi vì nó chạy theo kênh, và chạy theo kênh như vậy thì khi mà cái vùng 70 này mà bị gãy đó thì BVH lại có những cái xu thế, sẽ có những cái xu thế mà sẽ bị đánh gãy xuống như này đó, có thể chạm vùng 50 đó. Thì cái vùng 70 là cái vùng đệm rất là quan trọng đối với mã cổ phiếu BVH, thì hiện tại là đã có khoảng 2 3 tuần hiện tại thì đang lình xình đi ngang ở đây, và cái mốc này sẽ là một mốc rất là quan trọng. Đối với Masan thì Hùng đã phân tích rồi, Masan đã bước sang một cái chu kỳ rất là xấu rồi.
Tại sao xấu? Tại sao xấu thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ nến tuần ở đây thì chúng ta sẽ view nó rất là rõ ràng. MANSA đã có một nhịp tăng rất là thần kỳ từ vùng 40 và sau đó đánh chạm vùng 110, và đương nhiên với một cái lượng tăng như thế này, tức là tăng trên 100% thì cái lượng mà hàng mà nó bị chốt lời, đúng không? Cái hàng bị chốt lời, và sau đó thì một cái lượng lớn đã chốt ở vùng này, và hiện tại ở đây những cái vùng này là cái lượng hàng ra rất là lớn. Vậy thì đến thời điểm hiện tại khi mà chạm về đây thì nó không bật lại được, và cái xu thế của cổ phiếu MANSA bị bẻ gãy, và cái vùng gãy của MANSA ở đây đó là vùng 74, đó là vùng 74. Thì khi mà MANSA bị gãy vùng 74, các anh chị cứ xem lại những cái bản tin trước đây của Hùng Lê, thì Hùng Lê cũng đã đưa MANSA vào một cái danh mục là các mã cổ phiếu trụ hiện tại đang xấu. Trên biểu đồ xu thế thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái lực hồi trong ngắn hạn này của MANSA thì nó cũng khá là khó để giúp cho ổn định trở lại, và khả năng MANSA sẽ có những cái điểm rơi về quanh vùng 60. Như vậy là MANSA vẫn còn một cái điểm rơi khá là mạnh, và với một cái điểm rơi mạnh như này thì áp lực lên thị trường nó có thể nó sẽ rất là lớn. Và cái cách giảm thì nó có thể là nó sẽ không đi một phát như này, nó đi xuống đây đúng không ạ, và nó sẽ hồi lên. Cái cách đi là như vậy, nó hồi lên và sau đó thì nó lại bị đạp xuống như vậy đó đó. Thì cách đi là như vậy chứ không phải là nó đi một mạch xuống. Cũng có thể nó đi một mạch xuống, thì tí nữa chứ Hùng sẽ phân tích cái mã cổ phiếu MVG. Thì các anh chị cũng có thể thấy được là cái mức độ nguy hiểm khi mà cổ phiếu nó đang bị gãy chen sóng thì nó sẽ rất là xấu đó. Đây cũng là một cách đi đúng không ạ, đây cũng là một cách đi của nó ở nhịp này đúng không. MANSA hồi lên đúng không ạ, hồi lên và sau đó thì có một cái nhịp đạp rũ xuống đến tại thời điểm này là như vậy đó. Thì cái cách đi của những nhịp hồi này như vậy, chứ không phải là khi Hùng Lê phân tích bảo cắm đầu xuống là cắm một mạch đâu, nó sẽ có những điểm hồi. Thì đây cũng là một cái cách đi hồi lên đúng không? Hồi lên và sau đó thì một cái nhịp giảm, và đến tại thời điểm hiện tại là giảm về vùng 70 đó, hồi lên 80 và giảm về vùng 70. Thì hiện tại những cái tín hiệu kỹ thuật của MANSA là xấu. Chúng ta cùng phân tích và nói nhiều hơn đến các mã cổ phiếu dầu khí, và đặc biệt là mã cổ phiếu về gas. Đối với gas thì hiện tại, với quan điểm hiện tại của Hùng Lê thì trong ngắn hạn thì hiện tại là gas đang chịu một cái áp lực chỉnh và đang có những lực rơi mạnh ở đây. Và chúng ta sẽ chờ khi mà gas có những cái lực hồi, thì về cơ bản quan điểm hiện tại là Hùng Lê đánh giá rằng có thể gas sẽ đánh chạm lại vùng 100 và có thể sâu hơn một tí thôi. Nhưng ở cái vùng 100 này thì chúng ta sẽ bắt đầu mua. Và một cái điều mà chúng ta có thể quan sát được là Hùng sẽ bật trên biểu đồ đến tuần. Trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta có thể thấy rằng là cả một quãng thời gian khá là dài, những cái tạo lập của GAT đánh khá là tốt và luôn giữ được GAT ở cái vùng sâu nhất, ở cái vùng trên vùng 97, trên vùng 97.5. Trên vùng 97.5 khá là tốt, khá là ok. Thì bản thân là trong cái bản tin gửi cho tất cả những anh chị em, Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích và những cái quan điểm cực kỳ rõ ràng đó. Và Hùng cũng đã có tính toán lại cho các anh chị, nếu như chúng ta gom ở ví dụ như sức mua là 10k chẳng hạn, ở vùng 100 đến 102, thì giả sử như chúng ta mua phải cái vùng giá cao nhất 102 đó, vậy thì khi mà rơi về ít nhất là vùng hỗ trợ 97.5 thì chúng ta đã bị lỗ khoảng tầm 4,4%, và chúng ta chờ nếu những cái lượng hàng tại đây mà nó tích lũy lại được không ok, chúng ta sẽ mở mua tiếp ví dụ như vậy, và chúng ta sẽ mua lại 4k cuối cùng khi mà gas vượt cái vùng cản 110, tức là khi đấy nó lại bước vào một cái sóng cực kỳ chắc chắn rồi, thì chúng ta sẽ mở điểm mua hết đó. Còn nếu như tại cái vùng 97.5 mà bị gãy, tức là cái tư duy của chúng ta bị sai, mà tư duy của nó sai thì chúng ta phải chấp nhận đó là cái sai của chúng ta, và chúng ta cắt lỗ ba cái ca mà chúng ta mua ở vùng 102 để chúng ta tìm kiếm những cơ hội khác. Bởi vì rõ ràng một điều là như thế thì nó mới tạo thành thị trường, chứ còn ai mà cũng bảo là rằng tôi mua là đúng, tôi mua là phải thế này thế kia thì cái đó thì Hùng Lê không làm được đó. Thì đối với quan điểm của hiện tại của Hùng Lê là GAT, là cái tạo lập của GAT hiện tại đang khá là ok, và những nhịp đánh dẫn ở đây, những nhịp đánh dẫn của GAT đã đánh dẫn lên vùng 108, tức là suýt soát vùng 110, thì ở đây là vùng bây giờ đã chạm lại vùng 100, chúng ta sẽ canh dần vị thế ở quanh vùng 100, và những cái nhịp sâu hơn có thể sẽ là vùng 90
7.5, có thể vùng 97.5 đến vùng 97, tức là có thể đánh sâu hơn một tí ở đây và sau đó thì sẽ kéo lên đó. Thì đối với GAT hiện tại là như vậy. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu PVS. Đối với PVS thì trong những cái kịch bản gần đây, đây các anh chị cũng có thể xem lại những kịch bản gần đây của Hùng Lê. Thì hiện tại là bây giờ PVS đã chạm về đến cái vùng giá, vùng phân tích từ rất là sớm và thậm rất là dài rồi, rất là xa rồi. Đó, các anh chị có nhìn thấy những cái mô hình Hùng vẽ đây, có thể hồi lên và sau đó thì PVS sẽ đập xuống. Và hiện tại thì PVS đã đập vùng 17, đã đập đúng cái vùng xanh xanh đây, cái vùng xanh xanh đây là thậm chí là còn gãy qua cơ. Đã đập về qua vùng 7.5 và cái vùng 7.5 này thì gặp vào cái đường hỗ trợ ở đây thì có thể là sang tuần tới PVS sẽ có những cái nhịp hồi. Sẽ có những cái nhịp hồi phục ở đây. Và những cái nhịp hồi phục này thì nó có thực sự là mạnh hay không, thì những cái nhịp hồi phục này thì Hùng Lê đánh giá rằng là nó có thể nó không mạnh và sau đó thì lại có thể sẽ có những cái nhịp đánh nó gãy xuống như này. Và cái đích đến của PVS ở trong cái nhịp này, đích đến ở trong cái PVS ở trong cái nhịp rũ giảm hết này, thì Hùng Lê đang tiên lượng là PVS sẽ đi về vùng 10-14. Đây mới chính là cái vùng mà PVS sẽ hạ cánh. Còn hạ cánh đến thời điểm nào mới hạ thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ quan sát tiếp những cái động thái tiếp theo của PVS. Nhưng đối với hiện tại thì PVS khi mà dòng tiền đang xấu, xu thế dòng tiền đang đi xuống và tín hiệu MACD thì đang khá là xấu. Và mã cổ phiếu PVS thì từ lâu đến giờ thì Hùng Lê cũng đã không khuyến nghị chúng ta đầu tư. Và như vậy thì là rõ ràng một điều là nó xấu thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta tránh ra đã. Hoàn toàn đối với kịch bản của mã cổ phiếu PVD cũng như vậy, đúng không ạ? Từ những cái thời điểm nó rất là dài ở đây rồi thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị. Và những cái điểm giảm về đây hồi phục lên ở vùng 17 và sau đó sau những điểm hồi phục 17 này thì Hùng Lê đang tiên lượng rằng là PVD sẽ có những nhịp đánh chạm lại vùng 13. Khả năng là sẽ đi về vùng 13, đây 13. Hoặc là sâu hơn sẽ là vùng 12, nhưng mà vùng 13 sẽ là vùng ở đây, vùng 13. Sẽ đi về vùng 3 và đây mới chính là cái vùng mà cổ phiếu tích lũy và có thậm chí là sâu hơn có thể chạm vùng 12. Tức là xu thế của cổ phiếu nó đang xấu thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta không tham gia và chúng ta tránh những cái trường hợp của chúng ta mua bắt đáy như này, nó sẽ rất là nguy hiểm và nó sẽ có những cái sai lầm đáng tiếc không đáng có. BSR. Đối với BSR thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng từ vùng giá 9.3 và sau đó thì BSR có một cái vùng kháng cự đây, tức là cái vùng kháng cự 10.5. Đấy. Thì vùng kháng cự 10.5, vùng kháng cự 10.5 của chúng ta thì BSR đã có những phiên chạm lên được đến đây, nhưng mà sau đó thì BSR đã không chịu được và sau đó thì BSR đã có một cái nhịp quay chỉnh giảm lại và hiện tại thì lại đang đi về nền 9.3. Thì đây là những cái khuyến nghị ngày xưa thì cũng đã có khuyến nghị là chúng ta mở những cái điểm mua vị thế ở quanh vùng 1.3, 1/3 số định mua ở quanh vùng 9.3. Và hiện tại thì một số các cái tài khoản thì ở vùng 10 có mua lại và có hỏi Hùng Lê là bây giờ hiện tại thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào đối với BSR. Thì quan điểm hiện tại của Hùng Lê đối với BSR, tức là BSR đang chuyển mình sang một cái kênh xu thế, và cái vùng 9.3 này là cái vùng mình đánh giá rằng là nó sẽ là cái điểm xoay chiều, những điểm xoay vị thế của BSR. Chính vì vậy nên là chúng ta tiếp tục quan sát, bởi vì áp lực của thị trường chung, tức là khi thị trường chung chỉnh thì cổ phiếu lớn, cổ phiếu bé hoặc là những cái mã cổ phiếu gần như trong các nhóm ngành các anh chị có thể xem lại thì gần như là tất cả các mã cổ phiếu đều chịu những áp lực chỉnh chung của thị trường đó, chứ không phải là một mình cổ phiếu BSR, tức là nó không phải là nó cục bộ mà nó là theo cái dòng xu thế chung của toàn thị trường. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ tạm thời là chúng ta sẽ quan sát thêm. Cùng với đó thì mã cổ phiếu POVK
Cùng với đó thì mã cổ phiếu POVK ở một cái nhịp phân tích định lượng ở vùng 12.5 đến vùng 13, thì sau đó thì POVK cũng đã có nhịp một nhịp rơi. Sẽ có một cái nhịp, đã có một cái nhịp rơi và rơi gần trả lại về vùng đến bây giờ là 12, kết phiên ngày hôm nay 12.8. Xu thế hiện tại thì khả năng là POVK sẽ có những nhịp và sẽ rũ lại nền, tức là sẽ chỉnh giảm lại. Sẽ chỉnh giảm lại ở vùng 12.5 và từ vùng 12.5 này thì có thể tích lũy, kỳ vọng là sẽ tích lũy và đánh lại, vượt thoát lại vùng 14, và cái cản ngắn ở trước mắt của POVK thì là vùng 14, và đối với BSR hay POVK thì đây cũng là hai mã cổ phiếu mà cũng nên đánh giá rằng là chúng ta sẽ đánh ở một cái góc độ là sóng dài. Đó, sẽ đánh ở một cái góc độ sóng dài. Hơn là những cái điểm mà chúng ta lướt sóng thì nó cũng sẽ rất là khó, và hiện tại POVK cũng đang có những cái chuyển pha, những cái chuyển mình chuyển pha xu thế ở quanh vùng 12.5. Chúng ta cùng đi phân tích tiếp mã cổ phiếu dầu khí tiếp theo, PLX. Đối với PLX trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái dòng tiền nó không có, và tín hiệu, một số các tín hiệu khác nó đang xấu. Đó, ví dụ như tín hiệu dòng tiền, tín hiệu LCD thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng là khả năng thì PLX sẽ chỉnh lại, giảm lại về về vùng đâu đó ở vùng, ở đây là vùng 56.5. 56.5 thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì gần như PLX hồi lên được một tí và sau đó thì PLX lại quay đầu giảm điểm. Và những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì đang cho thấy rằng là cái xu thế hiện tại chủ đạo của PLX là đang rơi, và cái chốt chặn cuối cùng của PLX là vùng 56.5, và tại vùng 56.5 nếu như PLX mà không tích lũy lại được và không giữ lại được thì như vậy là PLX sẽ bị phá vỡ cái ngưỡng kỹ thuật ở đây, và khi phá vỡ cái ngưỡng kỹ thuật này thì cũng sẽ có tiếp những cái phân tích định lượng gãy cái vùng 56.5 đến vùng 56, thì như vậy là PLX sẽ có những cái nhịp rơi sẽ rất mạnh ở đằng sau đó, và rất có thể sẽ là những lực bán, những điểm lực bán với khối lượng lớn chứ nó không còn nhỏ giọt như thế này nữa. Đó, và chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tạo nền của cổ phiếu này ở vùng 56 đến vùng 56.5. Xu thế hiện tại của PLX thì đang hơi xấu. Và chúng ta cũng không tham gia đầu tư PLX ở trong cái giai đoạn hiện tại, bởi vì như vậy nó sẽ rất là xấu. Chúng ta cùng đi qua một số cái mã cổ phiếu ngân hàng, và đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Vietcombank. Đối với Vietcombank, trong những cái kịch bản mà ông Lê phân tích ở trước đây, đấy là cái nhịp target ở vùng 90, 90 thì đã hoàn thành, có những nhịp đánh lên, và sau đó thì cũng đã có những phân tích tại cái vùng 90, tại cái vùng 88, tại vùng 88, tại vùng hỗ trợ đây, và cổ phiếu này đã không tích lũy lại được, thì Vietcombank đã có những phiên rơi ở đây, và sau đó thì cũng có những thấy có những cái tín hiệu hồi phục, và cái tọa độ để cũng quay lại có khuyến nghị là chúng ta có thể bắt lại Vietcombank, bởi vì tại thời điểm đó thì là thời điểm là kết phiên ngày thứ tư thì cũng đang nhìn thấy là những cái dấu hiệu tích cực hơn của thị trường, thì chúng ta mua ở những vị thế đó là chúng ta mua để chúng ta đón đầu xu hướng. Tuy nhiên phiên thứ năm thì gần như tất cả những cái nỗ lực của bốn phiên đầu tuần thì đã bị phá vỡ. Và như vậy thì Vietcombank lại đang có hai phiên lình xình ở quanh vùng 85 ở đây. Thì các anh chị lưu ý những cái tài khoản mà chúng ta đang nằm giữ Vietcombank tại đây, nếu như tại vùng 85 này cổ phiếu không tích lũy lại được nhé, nếu bị gãy vùng 85 thì thôi, chúng ta tạm thời chúng ta sẽ bán ra, bởi vì như vậy là cái xu thế tiếp theo của Vietcombank nó sẽ rơi lại. Còn ngược lại, nếu như vùng 85 này mà cổ phiếu không bị gãy thì cái cơ hội để hồi phục lại cái vùng đỉnh cũ là còn. Đó, thì cái đối với Vietcombank thì chúng ta sẽ lưu tâm ở cái vùng đệm 85 ở đây. Vùng đệm 85 ở đây nó rất là quan trọng ở đây. Các cái tín hiệu ngắn hạn, các cái tín hiệu ngắn hạn hiện tại là tín hiệu dòng tiền thì đang có xu hướng hồi lên. Đang có xu hướng hồi lên và biểu đồ tần suất thì cũng đang có tốt hơn. Chính vì vậy nên là chúng ta vẫn có thể kỳ vọng ở một cái điểm 85 này thì Vietcombank có thể hồi phục tại đây. Ngược lại, nếu như tại cái vùng 85 này bị phá thì như vậy thì Vietcombank sẽ bị rơi rất là mạnh sau đó. BID thì trong những cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích định lượng ở gần đây thì chúng ta sẽ chờ bid ở vùng khoảng vùng 38, tức là cái vùng xanh xanh này, tức là khoảng vùng 37 đến vùng 38, sau khi mà bid đã có những cái điểm rơi tại đây. Thì cũng hoàn toàn tương tự như Vietcombank thì bid cũng đã có những cái khuyến nghị để chúng ta có thể bắt ở vùng 40.5. Thì hôm nay là 40.5 để bắt cái nhịp hồi phục ở đây cùng với nhịp hồi phục của thị trường.
Tuy nhiên là thị trường đã có những cái dấu hiệu suy yếu, chính vì vậy nên Bit cũng đã gần như bị mất thanh khoản ở đây và hiện tại thì đang lình xình ở vùng 40.5. Thì hoàn toàn tương tự như vậy, nếu như vùng 40.5 này mà Bit không tích lũy lại được thì như vậy là cái tọa độ mà chúng ta tính toán Bit tại đây, tức là tại vùng 37.5 đến vùng 38 là có thể xảy ra trong tuần tới, công thương CTG thì đối với CTG thì cũng đã có những cái phân tích định lượng ở gần đây và khả năng thì CTG sẽ chạm lại về vùng 20.5. Trong tuần này thì công thương cũng đã chạm vùng 20.5 và sâu hơn một tí là 20.45. Với một cái xu thế hiện tại như thế này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong ngắn hạn áp lực chỉnh của công thương đang khá là mạnh, khi mà đường MACD đang cắm đầu đi xuống và dòng tiền thì cũng đang cắm đầu đi xuống. Và với một cái mã cổ phiếu mà dòng tiền cắm đầu đi xuống như thế này thì nó cũng khá là khó để cho cổ phiếu có một cái cơ hội hồi phục. Đó, khá là có một cơ hội hồi phục, và có hồi phục hay không thì chúng ta cũng cần phải 1 đến 3 phiên, tức là chúng ta có những cái phiên có những cái tín hiệu tạo nền. Đó, ví dụ những cái tín hiệu tạo nền tại đây hoặc là những cái tín hiệu tạo nền tại đây, đây là một cái nhịp đánh dẫn trước. Xong đó rũ lại và xong đó nhịp thứ hai đó, thì như vậy thì chúng ta mới tìm kiếm được những cơ hội phục hồi. Còn hiện tại thì công thương khả năng là cái vùng 20.45, 20.5 này sẽ không giữ được, và có thể là sang tuần tới thì cái khả năng cao là sẽ chạm lại về vùng 20, tiếp tục giảm. Xu thế của thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ chưa lấy gì để làm có những cái điểm tựa tích cực cả. Công thương sẽ tiếp tục giảm. ACB thì chúng ta sẽ xem ở trên biểu đồ nến tuần thì nó sẽ dễ hơn. Về bản chất thì đối với ACB thì Hùng trong những cái kịch bản phân tích ở trước đây thì chúng ta đang kỳ vọng ACB sẽ có một cái sóng dài, và đặc biệt là nó sẽ có sóng khi mà cái vùng 24.5 này của ACB sẽ tích lũy lại được. Tuy nhiên là ACB thì đã có những điểm đánh qua vùng 24.5 ở đây, đã có những phiên chạm vùng 25, nhưng mà sau đó thì cái lực cầu nó không đủ sức để giữ, và như vậy thì ACB lại bị mất cái mốc hỗ trợ tại đây. Trước là kháng cự nhưng mà sau nó sẽ trở thành hỗ trợ ở đây, và như vậy thì cổ phiếu này lại có xu thế tích lũy lại, vòng đang tính toán ở đâu đó ở một cái tọa độ của ACB khả năng sẽ chỉnh chạm về khoảng vùng 22. Từ vùng 22 này thì tích lũy lại ở vùng 22, tức là vùng về lại vùng rơi trước này. Còn cái cơ hội mà để ACB lấy lại tăng mạnh thì hiện tại Hùng chưa có nhìn thấy. Chúng ta sẽ phân tích mã cổ phiếu STB cùng với SHB. Thì trong cái nhóm ngân hàng đấy là mã cổ phiếu này thì là mã cổ phiếu chúng ta bị sai này. Thực ra là về bản chất thì cũng không sai, bởi vì những cái điểm mua là ở vùng 10.3 và sau đó những cái điểm mua hết ở vùng 10.7 ở đây để đón một cái kênh xu thế mới, bởi vì Hùng có tiên lượng là sau những cái nhịp chạy của những cái nhóm ngân hàng, những cái mã cổ phiếu lớn thì những cái mã cổ phiếu như STB và SHB đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái sóng chạy của những cái con cổ phiếu bé ở đằng sau này. Tuy nhiên hiện tại thì STB lại rũ lại về nền, và như vậy là rũ lại về vùng mệnh, tức là vùng 10. Thì khả năng là hiện tại thì Hùng đã nhìn thấy trên biểu đồ tần suất đã có những cái tín hiệu tích cực hơn, tức là khả năng là về đến vùng này thì sẽ có những cái phiên tạo nền tại đây và sẽ có những cái lực hồi phục. Và lực hồi phục này thì cũng chỉ là những cái lực hồi phục ngắn, bởi vì hiện tại là chúng ta chưa nhìn thấy có những cái động lực thực sự tốt của thị trường, và những cái động lực ngắn này thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta không nên bắt, bởi vì khi chúng ta bắt là chúng ta kỳ vọng một chu kỳ dài, chứ còn nếu mà chúng ta bắt ở một cái điểm sóng ngắn như vậy thì nó cũng sẽ rất là khó. Đối với SHB thì thực sự xấu rồi. SHB thì xấu khi mà SHB ngày hôm nay trong phiên kết tuần thì SHB đã bị gãy luôn cả cái vùng 6.15, 6.2, 6.2 và rơi về vùng 6. Lực bán của SHB thì khá là mạnh, lực bán của SHB thì khá là mạnh và
với một cái xu thế bán mạnh như thế này và dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống. Đường MACD thì cũng đang khá là xấu, biểu đồ tuần thuất cho thấy rằng là SHB sẽ chưa cầm đà rơi và khả năng sang tuần tới thì SHB sẽ tiếp tục rơi. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu MBB. Đối với MBB thì những cái nhịp phân tích và định lượng của ông Lê ở đây đó là đã chạm về khoảng vùng 23.5 và sau đó thì SHB đã có những cái tín hiệu xấu hơn và cái tọa độ mà ông Lê đang đang đặt ở đây đó là MBB có thể sẽ chỉnh chạm lại đây cái vùng mình đặt sẵn ở đây rồi 21.5 đến vùng 22 trong cái bản tin phân tích tuần trước. Thì bản thân ở trong tuần này thì MBB đã có những lúc chạm vùng 22, chạm vùng 22 và rút chân lên. Và với cái xu thế hiện tại của MBB thì khả năng là sẽ chưa thể hồi phục lại ngay được đâu. Và MBB sẽ chạm vào trong cái khung này, tức là khung 21.5 đến khung 22 và tích lũy lại ở đây. Sẽ cần thời gian tín hiệu trong ngắn hạn thì dòng tiền đang bị mất và tín hiệu đường MACD đang rất là xấu. Điều này cho thấy rằng là cổ phiếu nó sẽ chưa tăng lại được ngay và cái xu thế chủ đạo của MBB vẫn đang là một xu thế giảm giá, vẫn đang là một xu thế giảm. Và một cái điều chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy đó là MBB cũng đã có một cái nhịp tăng từ vùng 18, nếu như tính ở cái điểm này thì nó hợp lý hơn, tức là tăng ở vùng 19 và chạm đến vùng 23, như vậy là cũng tăng được 4.000. 4 chia cho 19 như vậy là cũng đã có một mức tăng khoảng tầm 21%, như vậy cũng là một mức tăng tăng khá là tốt. Các anh chị lưu ý là đối với tài khoản của chúng ta là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ thì nó rất là bé, nhưng đối với những cái tài khoản lớn, ví dụ như là tài khoản người ta có khoảng 5 tỷ chẳng hạn, thì 5 tỷ của 20% là người ta đã có 1 tỷ rồi, thì rõ ràng là những cái tài khoản lớn như vậy thì người ta sẽ sẵn sàng người ta chốt, đúng không ạ? Nó sẽ chốt ở những vùng cao hơn này, và đấy là những cái áp lực chỉnh trong ngắn hạn, trong một cái xu thế đi lên. Đó, trong một xu thế đi lên thì có thể là cái nhịp này là tạo đáy ở vùng 20 thì có thể nhịp này sẽ tạo đáy ở vùng 21, ví dụ như vậy. Thì đấy cũng là một kênh xu thế đi lên, tại vùng 21 này tích lũy lên và sau đó sẽ lại hình thành nên những cái con sóng mới thì chúng ta sẽ phân tích sau. Xu thế trong ngắn hạn của MBB như vậy vẫn là một áp lực chỉnh và hội tụ ở vùng 21.5 đến vùng 22 tích lũy lại. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Techcombank. Về nhóm ngân hàng thì là nó là khá là thông dụng, nên chính vì vậy nên là Hùng Lê phân tích khá là nhiều các cái mã cổ phiếu về ngành ngân hàng. Thì đối với ngành ngân hàng Techcombank thì trong những cái nhịp phân tích ở đây đó là target 25 thì đã hoàn thành, nhưng target 26 thì chưa đạt. Và khi mà những cái nhịp rung rũ gãy ở đây thì cũng đang tính toán một cái tọa độ là Techcombank có thể giảm từ vùng 25 và cái điểm hạ chân gọi là điểm hồi tụ lại có thể là sẽ chạm ở vùng 22.5 đến vùng 22, vùng 22 đến vùng 22.5 ở đây. Thì về cơ bản là Techcombank đã có một nhịp hồi ở đây và những cái nhịp rơi ở đây và thanh khoản tiếp tục bị mất. Thanh khoản tiếp tục bị mất, tín hiệu MACD tiếp tục xấu. Điều này thì cũng đang cho thấy rằng là những cái định lượng của chúng ta thì khả năng là Techcombank sẽ quay về đây. Và quay về đây có tích lũy được hay không, có hồi phục được hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Còn nếu như tại cái vùng này mà bị gãy thì như vậy là cổ phiếu lại có xu thế rũ về nền, tức là như vậy là rũ hết, tức là rũ sạch sẽ luôn, tức là về đến tận 20, tức là nền đấy mà gãy thì nền 20 nó chỉ chạy khoảng 1-2 phiên là về đến thôi. Bởi vì khi cái xu thế cổ phiếu mà nó đã bị phá vỡ cái tính kỹ thuật rồi thì nó sẽ rơi rất là nhanh. Mọi người vẫn nói là lên thì rất chậm mà sao xuống nhanh vậy, thì đúng là như vậy, thị trường chứng khoán là như vậy. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu HDBank. Thì đối với HDBank là một cái mã cổ phiếu rất là tốt, kỳ vọng về mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Thì trong nhịp phân tích gần đây nhất đó là chúng ta phân tích target của HDBank về vùng 30. Các anh chị có thể xem lại những bản tin video từ khá là sớm, từ rất trước đây khoảng tầm độ, nếu mà chúng ta cứ bật tuần lên thôi, trên biểu đồ nến tuần thì có bao nhiêu cây nến tuần thì chúng ta trừ ngược lại 1 2 3 4 5 6 7, đã phân tích ở đây là khoảng tầm 10 mấy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khoảng tầm 10 tuần về trước.
Tức là khoảng từ những cái video 70 thì chúng ta đã có những cái phân tích định lượng về HD Bank rồi. Thì sau khi mà có những cái tín hiệu bị gãy ở đây thì cũng có phân tích và định lượng lại là HD Bank có khả năng sẽ chỉnh về cái vùng hỗ trợ đây. Đó, vùng 27, và chúng ta thấy rằng là cái vùng 27 là cái vùng mà chúng ta kỳ vọng, và cái kỳ vọng của chúng ta thì nó như thế nào? Tức là có những mã cổ phiếu trong tuần vừa rồi thì Hùng đặt những kỳ vọng nhưng mà nó chỉnh chưa về nơi. Còn HD Bank thì đã chỉnh qua, tức là đã gãy luôn cả vùng 27 và rơi về vùng 26. Như vậy thì sao? Như vậy thì HD Bank gần như đã bị mất hết cái thành quả, và với một cái lực đánh gãy mạnh như thế này. Tức là các anh chị lưu ý là khi Hùng có đề cập đến cái vùng 28.5 ở trên này, nếu như vùng 28.5 này cổ phiếu bị gãy nhé, bị gãy thì như vậy là cổ phiếu sẽ bị rơi mạnh sau đó. Các anh chị cứ xem lại những bản tin trước đây đi. Và một thực tế thì HD Bank đã rơi mạnh, và với một cái lực rơi như này thì gần như là tất cả những cái nỗ lực của HD Bank nó sẽ bị xóa hết, xóa sạch luôn, và sẽ rơi lại về vùng 25. Và tại vùng 25 này thì sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật tích lũy nền, bởi vì hiện tại là chúng ta thấy rằng tín hiệu đường MACD thì đang rất là xấu rồi, dòng tiền không có luôn, và với một cái xu thế rơi mạnh như thế này thì cổ phiếu nó sẽ cần một cái thời gian khá là dài để hồi phục trở lại. Như vậy là HD Bank gần như là cũng đã bị loại khỏi cuộc chơi của nhóm ngành ngân hàng. HCM và SS2. Và nói đến đây thì Hùng sẽ dừng lại một tí, tức là Hùng sẽ đưa cho các anh chị xem cái biểu đồ của chung của ngành ngân hàng thì chúng ta thấy như thế nào. Đó. Ngân hàng đã có một cái nhịp hồi phục tăng trưởng khá là tốt ở đây, và sau đó thì đây là cái chỉ số chung của toàn bộ về nhóm ngành ngân hàng, các anh chị có thể xem. Đó, và sau đó thì nó tạo được những cái điểm tốt nhất ở đây, và hiện tại thì nhóm ngành ngân hàng đang đi vào một cái giai đoạn suy thái, tức là vào một cái mức xấu. Và mức xấu thì nó sẽ xấu đến đâu và sẽ như thế nào, tức là khi nào cái chỉ số ngành của ngành ngân hàng nó chạm về khoảng vùng 500. Đó, nó sẽ xấu đến lúc mà chỉ số ngành của ngành ngân hàng nó sẽ chạm về vùng 500, và khi chạm về vùng 500 ở đây, chạm về vùng 500 ở đây thì như vậy lúc đó thì chúng ta mới có thể tiếp tục, chúng ta có thể tiếp tục quay về lại với nhóm ngành ngân hàng. Và một điều mà các anh chị cũng có thể nhìn thấy ở những cái video ở vùng 7, ở những cái video khoảng 70 ấy, 70 trở về trước, thì Hùng Lê liên tục khuyến nghị các anh chị chúng ta tập trung để đánh mã ngân hàng, bởi vì lúc đó thì Hùng đang nhìn thấy một cái xu thế sóng lên ngành lên của toàn bộ ngành ngân hàng ở đây. Cái chỉ số ngành ngân hàng khá là tốt, nhưng hiện tại ngược lại thì cái chỉ số ngành ngân hàng đã bắt đầu đi xuống, và những cái nhịp mà Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt lời BID đó, những cái nhịp đó là những cái nhịp mà chúng ta đang tính toán ở một cái tọa độ là có thể là nhóm ngành ngân hàng đã bị suy yếu. Và chúng ta cũng thấy rằng là gần như tất cả các mã cổ phiếu ngân hàng thì đều đã có những mức giảm trong cái thời gian vừa qua. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu chứng khoán HCM. Đối với HCM thì chúng ta nên nhìn ở một cái góc độ tổng quan như thế này, thì nó bên cái biểu đồ bên này thì cũng đang vẽ khá là chi chít nên là có thể là các anh chị chúng ta sẽ khá là khó nhìn. Thì đối với HCM ở trong những cái nhịp đánh, chúng ta bật biểu đồ đến ngày đi. Trong cái nhịp đánh ở gần đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng những cái nhịp đánh lên và những cái nhịp đánh dẫn khá là tốt của HCM. HCM đấy, có những nhịp đánh lên và những nhịp đánh dẫn khá là tốt. Và nếu mà xét ở trong một kênh xu thế thì ở cái vùng 23.5, ở cái vùng 23.5 này cũng là cái vùng mà sẽ xác nhận một cái kênh xu thế, sẽ xác nhận một cái kênh xu thế của HCM. Và đối với HCM thì cái giai đoạn này chúng ta đã có thể nhìn nhận một cái sóng dài hay chưa. Cái điều quan trọng là như vậy, tức là chúng ta đã có thể nhìn nhận ở một cái sóng dài của HCM hay chưa, thì chúng ta có thể xem ở trên biểu đồ nến tuần. Thì hiện tại là HCM đang trong cái quá trình mà sẽ chuyển dần từ một cái kênh xu thế giảm dài, tức là giảm từ vùng 40 mà giảm về vùng 20, tức là mất khoảng tầm 50% rồi. Thì hiện tại là đang có những cái pha vận động ở đây, thì đối với HCM là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị có thể bắt đầu
canh mua dần với một cái kênh xu thế dài hơi hơn. Trong ngắn hạn thì áp lực chỉnh của HCM có thể sẽ vẫn còn, áp lực chỉnh sẽ vẫn còn, tức là có thể là trong tuần tới thì cái áp lực chỉnh mà đó chạm về vùng 22, cũng có thể là sẽ chạm về vùng 22 này để cổ phiếu tích lũy lại được. Còn vùng 20, vùng 23.5 khả năng là khó giữ, về cơ bản là khó giữ. Tại vì sao lại khó giữ? Bởi vì là cái xu thế chung của thị trường hiện tại nó đang hơi xấu. Chính vì vậy nên là sẽ chỉnh chạm về vùng 22 này, và sau đó thì sẽ có những cái lực hồi phục tích lũy tại đây. SSI thì chưa đạt, bởi vì SSI thì trong cái giai đoạn tạo nền này nó tạo khá là dài, và khi mà chúng ta tham gia một cái mã cổ phiếu mà nó nằm ở trong một cái kênh xu thế đang tạo nền như này thì chúng ta cũng sẽ không thể biết được là khi nào cổ phiếu nó sẽ tạo nền xong, đúng không ạ? Khi nào cổ phiếu sẽ tạo nền xong. Và không những không có cái trường hợp mà đối với hiện tại một cái dấu hiệu của SSI đang hơi xấu ở đây, đó là SSI bị gãy nền 20 này. Gãy nền 20 là rất là xấu này. Gãy nền 20 rất là xấu này. Sau những cây nến bán mạnh ở đây thì SSI có những cây nến lình xình ở đây. Đấy là những cây nến lình xình để níu giữ, neo đậu lại ở cái vùng giá 20 này. Còn nếu như tại cái vùng giá 20 này không giữ được và nó chỉ cần có một cái cây nến đạp sâu kiểu này và tín hiệu dòng tiền thì tiếp tục hồi lên một tí và sau đó tiếp tục đánh xuống như này, tín hiệu đường MACD cũng như vậy thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là đấy là một cái tín hiệu khá là xấu. Và việc SSI mà gãy nền 20 rồi thì SSI sẽ đi về đâu? Đấy là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng cần phải phân tích và định lượng. Đến thời điểm hiện tại thì như vậy là SSI sẽ đi về khá là xa đấy ạ. Từ vùng này là chắc là sẽ chạm khoảng vùng 16.5. Đó, sẽ về ở những cái vùng 16.5 này thì cái tín hiệu mà gãy của SSI hiện tại là mới chớm gãy thôi. Còn khi nó đã xác nhận cái tín hiệu gãy hẳn này thì như vậy thì SSI sẽ có một cái lực sẽ có một cái điểm gãy rất là sâu và rất là dài đằng sau đó. DHG về Dược Hậu Giang thì nó cũng không có những cái yếu tố nó khá là đột biến đâu. Bởi vì cổ phiếu này thì cái thanh khoản của nó cũng khá là thấp và cái vùng quan sát ở đây là vùng 91.5 cho một cái kênh xu thế hồi phục tại đây, tức là đại loại là có thể kỳ vọng là vùng 91.5 thì sẽ hồi phục tại đây. Sau một nhịp đánh dẫn ở đây thì Dược Hậu Giang lại đang chỉnh lại về nền. Trước những áp lực chung của thị trường thì cổ phiếu này nó cũng sẽ đi như vậy thôi. Và khả năng thì sẽ chạm lại vùng 91.5 ở đây và lại tích lũy lại thôi. Tích lũy lại thì những cái anh chị nào mà chúng ta đón đầu một cái xu thế thì chúng ta có thể mua những cái điểm mua vị thế ở vùng 91.5. Chúng ta cùng phân tích tiếp mã cổ phiếu MWG. MWG thì hẳn là chúng ta đã có những cái bản tin phân tích định lượng từ rất là sớm, từ những cái thời điểm mà MWG đã có những cái phân tích định lượng từ vùng 87.5, như là từ vùng 87.5 ở đây, từ vùng 87.5 vùng 90, và sau đó thì liên tục phân tích chạm đến những cái target ở vùng 130 là target cuối cùng, và cái target phân tích lên vùng 140 bị thất bại khi cái vùng ở đây, vùng 123.5. các anh chị có thể xem lại những cái bản tin từ nếu như vậy thì nó sẽ là những cái bản tin từ vùng nào 123.5 đây này, tức là khoảng cái thời điểm ngày 11 tháng 11 đó. Thì tại thời điểm đó thì Hùng Lê đã có những phân tích định lượng rằng MWG sẽ giảm giá, và cái đích giảm đó các anh chị có thể nhìn thấy cái đích giảm đến đâu. Cái đích giảm trong điểm ngắn nhất của Hùng Lê đang phân tích định lượng ở đây là vùng giá 100, như vậy là từ vùng 123.5 và đến bây giờ đã giảm về vùng 109 và cách vùng 100 này khoảng tầm 9 giá. Với những cái động thái hiện tại của MWG như thế này thì MWG sẽ tiếp tục rơi, chắc chắn là sẽ tiếp tục rơi. Sẽ tiếp tục rơi và sẽ rơi về vùng 100 khi mà đường MACD đó, anh chị có thể nhìn thấy rằng là một cái đường phẳng piu đi xuống, cắm đầu đi xuống, tín hiệu dòng tiền thì cũng không khác gì đường MACD.
cắm đầu cắm cổ đi xuống như vậy, thì với một cái việc mà mã cổ phiếu mà đang có được đang có những cái điểm rơi như thế này thì chúng ta cũng sẽ khó để có được những nhịp hồi phục. Và tại sao Hùng Lê lại phân tích cổ phiếu lên cũng phân tích, cổ phiếu xuống để phân tích, cổ phiếu lên phân tích để chúng ta có những cái điểm mua, và cổ phiếu xuống phân tích để chúng ta có những cái định lượng nếu như chúng ta đang nắm, đúng không? Nếu như chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta sẽ canh các cái nhịp hồi để chúng ta thoát bớt hàng đó. Và nếu như chúng ta đang có dự định là mua vào MWG thì chúng ta xem những bản tin phân tích định lượng cùng lên, chúng ta sẽ tránh ra. Tạm thời chúng ta như mua, chúng ta chờ 100 xem có ok không. Nếu tại 100 này tích lũy lại được và Hùng Lê phát đi những cái tín hiệu là ok chúng ta có thể tham gia rồi thì chúng ta sẽ mua. Ví dụ như vậy. Hoặc nếu tại vùng 100 này Hùng Lê tiếp tục phân tích định lượng là vùng 100 này không ổn đâu, nó chỉ tích lũy được 1-2 phiên và nó tiếp tục gãy. Vậy thì như vậy thì chúng ta lại hoàn toàn là chúng ta sẽ chủ động ở trong những cuộc chơi của chúng ta. Đó, rất là chủ động luôn. Đó, ví dụ như vậy. Và Hùng Lê cũng nói rồi, đây là những cái kênh thông tin tham khảo để giúp cho anh chị em của chúng ta có những cái phân tích định lượng tốt hơn mà thôi. Đối với FPT, FPT thì cũng đã có khuyến nghị tất cả những anh chị em chúng ta quan tâm trở lại, bắt lại thời điểm này, bởi vì Hùng thấy rằng là sau những cái điểm rơi rất là mạnh, đây là những cái lực chốt ngắn hạn của một số các nhà đầu tư, thì sau đó thì FPT đã rơi lại về vùng 56, ở đây là 56 và ở đây là vùng 57. Hùng Lê quan sát khá là kỹ ở vùng này thì thấy rằng hiện tại là dòng tiền, tức là lượng cung cầu của FPT hiện tại cũng đang khá là cạn cung. Dòng tiền đang có những cái dấu hiệu tốt lên, tuy nhiên đối với tín hiệu đường MACD thì chưa thực sự là tốt và có thể là FPT sẽ có một cái nhịp đánh dẫn tiếp, tức là nếu như xu thế thị trường chung mà tốt thì FPT sẽ không gãy 56 cam đoan như vậy. Nhưng nếu thị trường sang tuần tới mà nó xấu hơn thì có thể FPT sẽ có những cái phiên rụng lại về vùng 55 hoặc là vùng 54 đây này, khoảng vùng này này, tức là vùng 54.5, đó có thể là sẽ rụng lại ở vùng này. Có thể sẽ rụng lại ở vùng này. Và đối với FPT thì quan điểm của Hùng Lê là hiện tại thì chúng ta cũng phải hết sức bình tĩnh và chúng ta cũng chưa phải vội vàng gì với mã cổ phiếu này. Nếu như gãy, thực sự gãy thì chúng ta sẽ bán, giống như MWG ấy, nếu thực sự gãy thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta phải bán, bởi vì là khi nó gãy ở nền này thì có thể nó sẽ rơi bột phát xuống sẵn sàng là rơi bột phát xuống nền 40 ngay. Đó, như vậy là một cái mức giảm rất là mạnh. Nhưng ngược lại, nếu như nó vẫn lình xình ở quanh cái vùng này thì chúng ta phải cứ bình tĩnh. Đó, quan điểm của Hùng như vậy. Nếu phá kỹ thuật chúng ta bán bằng mọi giá, để nếu như chúng ta bị lỗ nhiều chúng ta phải bán. Còn nếu mà chưa bị gãy kỹ thuật thì chúng ta có thể là lỗ quá 5-7% một tí, chúng ta sẽ nắm lại một tí để chúng ta xem những cái động thái tại vùng 56 và ít nhất là 56 hoặc là vùng 54.5 ở đây. Nếu gãy 54.5 thì thôi, chúng ta sẽ chấp nhận và tất toán tất cả những cái gì liên quan đến FPT, bởi vì như vậy là một cái kênh xu thế của nó khá là xấu. Chúng ta cùng phân tích mã cổ phiếu Hòa Phát HPG. Thì hiện tại ở trong cái nhóm ngành thép thì Hùng đang đánh giá rằng ngành thép đang có những cái xu thế tạo nền và tạo đáy, và có thể sắp tới sẽ là sẽ tập trung đánh thép và đánh như thế nào thì Hùng sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Còn trước mắt là hai mã cổ phiếu về ngành thép, đó là Hoa Sen và Hòa Phát. Thì Hoa Sen tí nữa Hùng sẽ phân tích. Đối với Hòa Phát thì trong cái phiên hình như là có những cái điểm gãy thì Hùng đã có khuyến nghị ta bắt tiếp HPG nếu mà có vị thế thì đây các tài khoản mà đang có vị thế thì tiếp tục nhặt thêm ở vùng giá 22 khi mà Hòa Phát đã có những cái điểm chỉnh giảm về quanh vùng 22. Thì đối với Hòa Phát là Hùng đã phân tích rồi, trong những cái điểm ở gần đây thì Hòa Phát đang có một cái điểm chuyển mình như thế nào, chuyển mình từ một cái kênh giảm dài hạn sang một cái giai đoạn tích lũy đi ngang. Sau một giai đoạn tích lũy đi ngang rồi thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái chân trời mới, một cái sóng mới của Hòa Phát sẽ mở ra. Đó, thì cách thức mà chúng ta mua và chúng ta kỳ vọng như vậy. Vậy thì cái vùng 21.5 đến vùng 22 và thậm chí ở cái nền ở dưới này, đó là cái nền 20 đến nền 21, đấy là cái nền mà Hùng Lê kỳ vọng rằng đây sẽ là cái điểm xoay chiều của một cái trục
trung và dài hạn của cổ phiếu Hòa Phát. Bởi vì đến thời điểm hiện tại thì gần như là Hòa Phát đã rơi đáy lợi nhuận, đúng không? Đáy lợi nhuận và giá cổ phiếu cũng chỉ rơi về đây. Và chúng ta kỳ vọng gì ở nhà máy Du Quất? Kỳ vọng gì ở những cái việc mà Hòa Phát sẽ phân phối toàn bộ thị trường thép ở đầu phía Nam? Khi mà nhà máy Du Quất đi vào hoạt động thì đấy là những cái kỳ vọng của chúng ta, sẽ tiết giảm được những cái chi phí vận tải, vận chuyển rồi vân vân, lưu kho và tất tất các thứ, và cái lượng mà Hòa Phát có thể chiếm thêm thị phần tại cái khu vực miền Nam, thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta sẽ kỳ vọng Hòa Phát ở cái điểm đáy, cái điểm rơi lợi nhuận của Hòa Phát ở vùng 20 đến vùng 21.5. Và đối với Hòa Phát là một mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ đánh dài, chúng ta sẽ cầm dài. Cầm dài ở một cái góc độ là khi Du Quất hoạt động và khi mọi thứ nó đi vào quỹ đạo ổn định thì Hòa Phát ở cái vùng này mình đánh giá là ok. Các anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu mà chúng ta khuyến nghị đánh dài thì các anh chị là lưu tâm nốt lại, và những cái điểm mà chúng ta để mua thì đấy là những cái điểm đánh dài, các anh chị lưu ý. Và những cái điểm đánh dài đó thì cứ khi nào về những cái điểm hỗ trợ, ví dụ như trong tuần vừa rồi Hòa Phát có về đến 22, các anh chị nhặt thoải mái 22 hoặc 2 trên 2 một tí đó thì chúng ta sẽ nhặt. Đối với Z thì Z cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng cũng đang có những cái tính toán định lượng về một cái điểm kỳ vọng, tức là Z sẽ đánh vượt vùng 40. Tuy nhiên trong ngắn hạn thì Z sẽ chưa đánh được vượt vùng 40, thì đầu tiên sẽ là cái vùng 36 ở đây. Nếu như vùng 36 mà không tích lũy lại được thì Z sẽ có thể chỉnh lại về vùng 32, tức là về lại đúng cái vùng nền ở đây này. Các anh chị lưu ý này, về lại đúng cái vùng nền Hùng Lê phân tích ở đây, chính là cái vùng đây, chính là cái điểm hỗ trợ 32.5, chính là cái điểm Hùng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta mua Z ở trong cái nhịp đánh này. Trong cái nhịp đánh này đã khuyến nghị Z mua Z ở vùng 32.5. Thì Z về tại đây thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta mua, bởi vì Z vẫn là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể kỳ vọng ở một cái kênh xu thế trung hạn của Z. Sẽ kỳ vọng với quan điểm của Hùng là như vậy. Và chúng ta sẽ kỳ vọng một cái kênh xu thế trung hạn của Z ở vùng 32.5, ở vùng 32.5. Và kỳ vọng Z sẽ đánh vượt vùng 40, và đầu tiên sau đó khi vượt được vùng 40 rồi thì Hùng sẽ phân tích các cái target tiếp theo của cổ phiếu. Thì đối với Z là một cái mã cổ phiếu khá là tốt, khá là ok. Tiếp theo là mã cổ phiếu BMP, Bình Minh thì cũng là một cái mã cổ phiếu hoàn toàn tương tự như vậy. Bình Minh đang chuyển mình sang một kênh xu thế, và bản thân thì Hùng Lê luôn nhấn mạnh các anh chị là đối với Bình Minh thì chúng ta sẽ khó để đánh lướt, bởi vì cái cách đi của Bình Minh nó rất là khó chịu. Đó, nó tăng nó giảm, nó tăng nó giảm, nó tăng nó giảm, rất là khó chịu. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ trung và dài hạn, và chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ là đánh ở sóng dài thì với cái quan điểm của Hùng đó là vùng 49.5. 49.5 là một cái vùng mà có thể tính toán ở một cái tọa độ đánh dài của Bình Minh. Sau khi mà Bình Minh đã đánh được từ vùng 44 lên đến vùng 50. Và chúng ta xem ở trên biểu đồ đến tuần thì chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy là Bình Minh đang có những cái chuyển mình. Chỉ có điều là trong cái đợt vừa rồi là Bình Minh có những cái tín hiệu không thuận lợi của thị trường. Chính vì vậy nên Bình Minh mới lùi lại tích lũy lại ở vùng 52. Chứ còn nếu như Bình Minh thuận lợi thì Bình Minh đã có những cái điểm bứt tốc để vượt cái kháng cự vùng 55 rồi. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái vùng 49.5 ở đây sẽ là một cái điểm xoay chiều của cổ phiếu Bình Minh ở trong một cái xu thế trung hạn, và có thể chỉnh về đây, và từ vùng này sẽ tích lũy đi lên. Thì đấy là cái quan điểm của Hùng lên. Và với những anh chị nào mà chúng ta yêu thích những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đánh sóng dài để chúng ta tránh được những cái rủi lo, các anh chị thấy rằng là đó, khi thị trường chung giảm rất là mạnh, nhưng chúng ta thấy Bình Minh có giảm đâu, nó cũng chỉ lình trình đi ngang ở đây thôi đó. Thì cái thường là khi cổ phiếu mà đã bước vào một cái kênh xu thế dài thì nó thường sẽ là như vậy đó. Thì có thể là vùng 50 chúng ta sẽ có thể, hoặc là tùy, chúng ta sẽ mua gom dần ở đây là vùng 52 đó. Thì từ hiện tại là cổ phiếu đang đi ngang ở quanh vùng 52, có thể vùng 51 chúng ta mua một tí, vùng nó giảm xuống vùng 50.9, 50.5 ví dụ như vậy, và có thể giảm chỉnh về đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua gom. Thì đấy là một cái mã cổ phiếu để đánh dài. PNG cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng đang quan sát, và
Và kỳ vọng rằng P&G cũng sẽ có một cái điểm đánh dài hơi hơn. Chúng ta xem ở trên cái này xem nào, ở trên cái này dễ xem hơn, bởi vì bên kia thì cũng đang vẽ khá là nhiều, khá là chi chít. Thì đối với P&G thì có một cái điểm điểm kỹ thuật của nó ở trong cái kênh xu thế trung hạn ở đây, trong cái kênh xu thế trung hạn ở đây. Tức là một số anh chị có hỏi Hùng là có mua P&G không, thì Hùng trả lời là chúng ta có và chúng ta sẽ chờ chờ khi P&G ở trong nhịp này thì có thể P&G sẽ tiếp tục rũ lại ở quanh vùng 73 hoặc là 73 thì nó hơi xấu, có thể là 73.5 thì nó hợp lý hơn. Đó, khoảng quanh vùng 73.5 đến vùng 74 thì J sẽ có những cái điểm trả về đây, sẽ những cái điểm trả về đây xong đó thì P&G sẽ có những cái điểm tích lũy ở đây và sau đó thì sẽ kỳ vọng đánh chạm lại vùng 100. Chạm lại vùng 100 trong cái xu thế hiện tại của P&G thì cũng có đánh giá rằng là P&G sẽ có những cái khởi đầu của một cái nhịp sóng. Tất nhiên là với P&G thì nó đánh cũng hơi chậm, đánh nó cũng hơi chậm các anh chị nhé. Còn còn ngược lại các anh chị cũng có thể lưu ý rằng nếu như tại cái vùng ở đây là vùng 78.5, tại cái vùng 78.5 này, nếu như tại vùng 78.5 này của P&G bị gãy chẳng hạn, bị gãy, bị phá vỡ thì như vậy là chúng ta lại phải chờ những cái cơ hội nó tốt hơn, bởi vì như vậy là khi gãy ở vùng này thì P&G có khả năng lại rơi lại về những cái vùng đây, vùng 73 này, 72, 73.5 này, đây. Trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan sát gì ở vùng 78.5 và khả năng khi về đến vùng 78.5 này thì sẽ có một cái lực hồi. Sẽ có một cái lực hồi tại đây và như vậy thì nó cũng phù hợp với kênh xu thế. VCG, VCG thì không biết là VCG đợt này tạo lập đang đánh như thế nào. Sau một cái nền đi ngang khá dài, này thì tạo lập sẽ đánh kiểu gì? Sẽ đánh lên hay đánh xuống? Thì về cơ bản là hiện tại những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì về cơ bản là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái xu thế hiện tại là khả năng là đánh lên. Tuy nhiên có đánh lên hay không thì chúng ta cần phải có những cái tín hiệu kỹ thuật xác nhận rõ ràng hơn. Còn hiện tại thì cũng đã có khuyến nghị là một số anh chị em là chúng ta có thể vùng 26.5 đến vùng 27 mua vị thế 27 26.5. Đó thì vùng này chúng ta mua một ít vị thế để chúng ta nếu như mà cổ phiếu nó có chạy luôn thì chúng ta sẽ tiếp tục gia tăng vị thế, còn nếu như mà cổ phiếu mà nó bị gãy đi mà nó gãy kỹ thuật chẳng hạn thì chúng ta sẽ bán ra ở cái vùng mua vị thế, như vậy thì nó cũng sẽ rất là an toàn. Novaland thì về cơ bản là rơi về cái nền đây, nền 56 57 không có gì cả. Thường cái mã cổ phiếu này thì có hay có một nhịp là khi rơi về đây thì đánh dẫn lên xong rồi trả, đánh dẫn lên thì trả. Nhưng chúng ta cũng phải đảo qua mã cổ phiếu Novaland, bởi vì Novaland cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó cũng có những cái tác động khá là lớn đến VN Index của chúng ta. Ở xu thế hiện tại thì mã này thì chúng ta cũng không phân tích để làm gì. Tạo lập đánh lên thì nó lên thôi, đây, kéo lên. Hoa sen với lại một số các cái mã cổ phiếu này thì tí Hùng sẽ phân tích, bởi vì là chúng ta sẽ phân tích những cái mã cổ phiếu về ngành và những cái xu thế về ngành. Thì tại sao Hùng lại có những cái định hướng về sắp tới chúng ta sẽ chuyển hướng sang 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 ngành thép, bởi vì là đây chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng về về xu thế ngành thép thì chúng ta thấy rằng là ngành thép đã có một cái nhịp rơi khá là mạnh từ những cái vùng từ 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 năm từ tháng 4 của năm 2018 và sau đó thì đây 2019 cũng đã có đầu 2019 thì có hồi một tí và sau đó thì có một cái nhịp rơi này thì nó đang có những cái tín hiệu tạo tạo nền ở đây.
Đó, nhưng có những cái tín hiệu tạo nền ở đây và có một cái nhịp đánh dẫn lên và sau đó tạo nền lại, và hiện tại thì đang có một cái nhịp vòng lên ở đây, thì ông Lê kỳ vọng là từ cái nhịp này thì cái sóng chung của ngành thép nó sẽ đi lên, tức là cái chỉ số chung của ngành thép nó sẽ đi lên, và nó đi lên như vậy thì nó sẽ kỳ vọng một cái sự hồi phục của Hòa Phát, sự hồi phục của Hoa Sen, sự hồi phục của Nam Kim và thép tiến lên. Đấy, đấy là những cái mã cổ phiếu mà chung với lại ngành thép thì sẽ có những cái điểm hồi phục như vậy, thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái điểm đánh tiếp theo. Ok, như vậy là chúng ta vừa mới đi phân tích và định lượng lại toàn bộ xu thế thị trường, thì Hùng Lê cũng thấy rằng là thị trường trong tuần tới những cái áp lực trong ngắn hạn, những cái áp lực trong ngắn hạn sẽ vẫn còn rất là khó khăn. Khó khăn ở trên góc độ là trên cái biểu đồ xu thế, đây là biểu đồ của VN-Index, còn Hùng Lê có những cái cách phân tích và định lượng trên biểu đồ xu thế, thì Hùng Lê thấy rằng là biểu đồ xu thế của VN-Index chưa có lực hồi, chưa có lực hồi. Cùng với đó là nhóm ngành ngân hàng thì đang có những cái dấu hiệu bị chốt mạnh và suy yếu. Các cái mã cổ phiếu trụ thì hiện tại là chưa có những cái trụ đủ mạnh, đủ lực. Duy nhất bây giờ chỉ còn mỗi VDC là vẫn đang tiếp tục có một cái kênh xu thế tiếp tục đi lên. Trên biểu đồ của VN-Index, trên biểu đồ đến ngày, chúng ta thấy rằng là vùng 970 thì VN-Index về cơ bản là trong tuần vừa rồi thì đã không bị gãy. Tức là mỗi lần chạm về và gãy qua vùng 970, tức là có một lúc là 968, thì sau đó thì VN-Index đã có những cái điểm rút chân lên. Điểm rút chân lên vùng 970. Tuy nhiên với cái quan điểm của ông Lê thì vùng 970 này hiện tại nó cũng sẽ khá là khó giữ. Bởi vì vẫn còn đâu đó cái lượng mà giải chấp margin nó chưa hết, phải khi nào mà margin nó phải rũ hết, rũ sạch sẽ đi thì khi đó thì chúng ta mới có những cái cơ hội để chúng ta làm lại thị trường, làm lại thị trường. Và với một cái góc nhìn cùng lên thì có thể vùng 960, 960 sẽ chạm lại, và một cái kịch bản nó xấu hơn là không những là vùng 960 mà vùng 940 cơ. Đó, có thể vùng 940 nó còn còn bị gãy đến vùng 940. Vậy thì nó bị gãy đến đâu, cũng gãy đến vùng 940 hay không thì liên tục hàng tuần, xin lỗi cả nhà, đương nhiên hàng tuần thì không nói, nhưng mà hàng ngày thì Hùng Lê sẽ liên tục bám sát các cái động thái của VN-Index để chúng ta view và chúng ta đánh đánh giá lại cái xu thế của thị trường trong từng ngày để chúng ta có những cái điểm cập nhật. Cái điều mà duy nhất hiện tại bây giờ đó là cái điểm là RSI đã đi vào vùng quá quá bán đó, thì khi mà thị trường đi vào cái vùng quá bán thì chúng ta sẽ kỳ vọng rằng là thị trường sẽ có một cái lực hồi, sẽ có một lực hồi từ vùng quá bán, thì đầu tiên sẽ là vùng 960, những cái điểm giải chấp margin rút về vùng 960, sau đó có một cái nến hồi phục, và thị trường chung hồi phục thì bản thân các cái mã cổ phiếu nó phải hồi phục đã, thì lúc đó thì Hùng Lê sẽ có những phân tích định lượng tốt hơn. Còn về cơ bản tuần tới vẫn là một tuần rất là khó khăn, và cái vùng thử thách tiếp theo đấy là vùng 960, thì quan điểm của Hùng là thị trường sẽ tiếp tục có những áp lực chỉnh và chưa 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 có những cái dấu hiệu hồi phục, chưa có những cái dấu hiệu hồi phục thực sự mạnh, thực sự mạnh. HNX Index thì hình như không có gì, HNX Index thì lại chạm về vùng 102, vùng hỗ trợ ở đây rồi. Ok, phần thứ ba thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích lại tất cả các mã cổ phiếu, thì chúng ta sẽ đi phân tích nhanh. Nam Long thì về cơ bản là nhóm ngành xây dựng thì nó đang đang xấu, chính vì vậy nên là Nam Long thì đã bị gãy. Hiện tại đây là Nam Long đã gãy vùng nền 28 và đấy là cái vùng kỹ thuật của nó, và khi bị gãy nền kỹ thuật như vậy và tín hiệu đường mác dòng tiền đang có những cái dấu hiệu đi xuống như thế này thì khả năng là lại gãy về vùng 26. Những cái tài khoản nào mà chúng ta đang nắm giữ Nam Long thì chúng ta lưu ý, bởi vì vùng kỹ thuật nó bị gãy thì xu thế cổ phiếu thường nó sẽ bị phá rất mạnh sau đó. HDG có gì không? HDG thì hiện tại là chưa có gì. Sau những cái nhịp đánh lên đây thì nó lại bị gãy kênh và rơi về đây, thì tín hiệu dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, và như vậy thì khả năng là cổ phiếu này sẽ tích lũy lại ở cái vùng đâu, vùng 30 này, rơi lại vùng 30,
gãy kỹ thuật, tức là gãy cái nền ở đây, nền 34.5 đang sẽ rơi chạm vùng 30. Đạt Phương DPG thì cũng đánh lên và sau đó thì hình như là cũng rũ sạch sẽ rồi, đánh chạm về vùng 50 và sau đó thì bây giờ đã chạm lại về vùng nền, tín hiệu dòng tiền yếu, đường MACD yếu. Và như vậy thì khi mà chạm về cái vùng ở đây, tức là đây các anh chị có thể nhìn thấy cái vé này, vùng 42 chạm về vùng 45, khả năng chạm về vùng 45 này thì chạm kênh xu thế thì khả năng lại tích lũy là đây. Hôm nay có một cái cây nến Doji, có một cây nến Doji ở đây thì cũng là một cái cây nến mà có thể xác nhận rằng là cái đà rơi của Đà Phương có thể sẽ chậm lại ở đây. Đó, Đà Phương sẽ rơi lại chậm lại ở vùng 45 thì những tài khoản nào đang nắm giữ. Còn hiện tại thì cũng không có khuyến nghị các anh chị chúng ta tham gia nhóm ngành xây dựng, bởi vì nhóm ngành xây dựng thì về cơ bản nó cũng đang hơi xấu. VCS, đối với quan điểm về VCS thì như thế nào? VCS sau khi mà có nhịp đánh dẫn lên ở đây, tức là đánh chạm vùng 92 và không vượt thoát lên được nữa thì VCS sẽ chỉnh giảm và giảm về cái tọa độ đâu khoảng vùng 70. Khả năng thì trong phiên cuối tuần thì đã, phiên ngày hôm nay thì VCS đã có những điểm phá gãy vùng 80 và rút chân lên, nhưng với quan điểm của ông Lê thì những cái rút chân ngắn hạn này nó không có ý nghĩa và cái xu thế tiếp theo của VCS thì vẫn rơi. Và bản thân VCS thì cũng đã cảnh báo cho những anh chị em mà đang nắm giữ là chúng ta gãy cái nền 85 thì chúng ta nên bán ra, gãy nền 85 chúng ta nên bán ra đó. Và khi bị gãy nền 85 thì chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu đang rơi và xu thế của cổ phiếu VCS có thể sẽ rơi mạnh tiếp theo. KBC thì hiện tại thì KBC thì cơ bản là cũng có những cái nhịp đánh dài thôi, chứ còn đánh ngắn thì nó cũng sẽ khá là khó. Những nhịp đánh dài thì cũng đã có những cái phân tích định lượng hàng tuần rồi, vùng 14, từ vùng 14 này đây là những cái vùng chúng ta có thể mua khi chạm kênh, và trong nhịp này thì cũng có thể đánh chạm lại vùng đỉnh cũ 16, mạnh hơn thì có thể đánh lên vùng 7-18. Tín hiệu ngắn thì cũng đang tích cực hơn đối với KBC. Trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là tích cực rút xuống xong đấy hồi lên, nhưng mà dòng tiền thì nó chưa có, phải khi nào dòng tiền nó mạnh mẽ. Đối với mã cổ phiếu C2 là một cái mã cổ phiếu mà cũng đã có những cái phân tích định lượng ở đây, và hiện tại thì sau những cái phiên này thì C2 đã chỉnh chạm về đây rồi, đã chạm về cái vùng ở vùng 23. Và về vùng 23 thì nó đã hợp lý hay chưa? Thì đối với C2 là trong cái C2, bản thân C2 là đang ở trong một cái quá trình chuyển pha xu thế. Nó phải chuyển xong thì cổ phiếu nó mới bước vào một cái kênh xu thế tăng. Còn trong cái quá trình mà nó vặn, các anh chị có nhìn thấy ở trong lịch sử đây, ví dụ như những cái lúc mà nó vặn để nó đi đây là những điểm vặn để nó đi thì nó rất là khó chịu, và chỉ có đến lúc mà có những cái tín hiệu đây, nó chính là những cái tín hiệu xác nhận để nó đi lên một cái kênh xu thế mới. Nó hoặc là đây nó vặn xong rồi thì nó mới hút lên để nó đi được một cái nhịp này. Thì bản thân C2 cũng như vậy, bây giờ hiện tại chúng đang quan sát là nó đang vặn và nó vặn như thế nào và nó vặn bao nhiêu lâu thì vẫn phải chờ. Tức là hiện tại thì chúng ta đưa cái diện C2 vào cái diện là chúng ta quan sát ở một cái sóng dài. VCG thì chúng ta phân tích rồi. SDI thì đi có gì không? SDI thì về cơ bản là đang phân phối ngang, SDI cơ bản đang phân phối ngang và sẽ rơi sau khi phân phối xong. VRC. Đối với VRC thì trong những cái phân tích định lượng gần đây, khi mà VRC đây này, các anh chị cứ xem lại có cái bản tin nào mà có phân tích ở vùng 17 này. Sau khi mà lên xong thì trả lại vùng 17 và từ vùng 17 này thì có thể mua này. Hiện tại thì VRC đã chạm về vùng 24 rồi, khả năng sẽ chạm về vùng 24 đây thôi. Chạm về vùng 24 thì lại chốt. Mã cổ phiếu này thì cái đặc điểm là đánh lên rất là nhanh, nhưng mà sau đó thì cái nhịp rũ của nó cũng sẽ rất là nhanh. Hiện tại thì không còn điểm mua cho VRC. SGS thì khả năng vẫn còn điểm mua này. SGS thì khả năng vẫn còn điểm mua. SGS thì những nhịp phân tích ở đây, sau những nhịp đánh dẫn lên ở đây thì cũng có đề cập đến cái vùng ở đây là 15.2 này. 15.2 là cái điểm mua này.
Đó, thì nếu mà chúng ta mua ở cái điểm ở những cái điểm mua này thì bây giờ chúng ta đã chốt được rồi. Về cơ bản chạm lại vùng 18 thì cổ phiếu này sẽ rũ rũ lại. Rũ lại về vùng mười mấy đây tới. 16. À, nếu như tại vùng 16 này cổ phiếu này có được những cái nhịp tích lũy ở đây. Những cái nhịp tích lũy mà không gãy ở đây và có những cái phiên có những cái dòng tiền vào lại khoảng từ 500 đến 600 nghìn cổ phiếu thì đấy là một cái phiên mà chúng ta có thể mua quay trở lại đối với mã cổ phiếu SGS. VCG và VGC thì cả hai mã cổ phiếu này đang hiện tại thì chúng ta đang nằm ở những cái trạng thái quan sát. BID Công Thương, MBB Techcombank, VUBank, STB, Vietcombank, HDBank, Công Thương đã phân tích và chúng ta xem mã cổ phiếu Liên Phong Bank. Liên Phong Bank thì đó, các anh chị có thể thấy là những cái phân tích và định lượng cùng lên đó là sau khi mà những cái nhịp đánh lên này chúng ta cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát lại vùng 7.75 đấy. Hôm nay đã thủng hết cả vùng 7.75 và thậm chí là chúng ta còn có thể có những cái điểm mua sâu hơn, đó là 7.5. Đó, không không có gì phải vội cả, và từ cái vùng 7.5 này thì hiện tại đang có những cái phiên này là những cái phiên mà tạo lập tả cho nhà nhà đầu tư tự do tự giao dịch này, và có thể từ vùng 7.5 này thì có đánh lên được hay không thì đối với Liên Phong Bank cũng là một cái mã cổ phiếu mà nó đang trong cái quá trình nó chuyển thôi, nó chuyển pha thôi, chứ còn đánh mạnh lên thì bây giờ hiện tại thì chúng ta chưa nhìn thấy. HCM và SSI đã phân tích. Dầu khí thì có BSR, POVK và GAT. Đây là bộ ba mã cổ phiếu mà chúng ta có những cái kỳ vọng là chúng ta đánh giá. Ngành cao su thì GVR thì chắc cũng không có gì. Sang tuần tới thì cũng có thể cũng sẽ vẫn tích lũy ở đi ngang ở quanh về nền 13.3 đến 13.9, và chúng ta sẽ phân tích một số cái mã cổ phiếu đầu ngành. Đối với ngành thép thì Hòa Phát là đã phân tích rồi, những cái điểm khuyến nghị định lượng, và đối với một sóng dài thì chúng ta cũng đã phân tích rồi, và chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu Hoa Sen. Hoa Sen và Hòa Phát sẽ là hai cái mã cổ phiếu đầu tiên của ngành thép sau một cái nhịp rơi đó, sau một cái nhịp rơi rất là dài đây. Thì bản thân như Hoa Sen thì cũng đang có những cái nhịp tạo lập tại đây và nhịp chuyển mình, và những cái nhịp chuyển mình này thì chúng ta cần thời gian, tức là hiện tại là chưa chưa chuyển xong đúng không ạ, đang sau một cái kênh xu thế giảm rất là dài, và Hoa Sen thì đang có những cái nhịp tích lũy lại ở quanh quanh nền, ta sẽ bật biểu đồ đến ngày để cho nó dễ nhìn, quanh nền 6 đến nền 6.5. Nền 6 đến nền 6.5 đó là một cái nền mà Hoa Sen sẽ bẻ kênh xu thế tại đây, sẽ bẻ kênh xu thế tại đây. Thì hiện tại là sau một cái nhịp đánh dẫn lên ở đây thì hiện tại là Hùng Lê đang quan sát những cái nhịp đánh dẫn ở đây, đó là những nhịp đánh dẫn mà đã khuyến nghị các anh chị chúng ta có thể chốt ở quanh vùng 8 đến vùng 8.2 gì đấy, 8.3, và sau những nhịp giảm này thì đang quan sát lại ở quanh vùng 7.4 đến 7.5. Hiện tại là đang kỳ vọng để mua lại được ở vùng vị thế ở vùng 7.4 đến vùng 7.5, và sau khi mua vị thế xong, trường hợp mà cổ phiếu bị giảm thì với quan điểm của ông Lê thì cổ phiếu chỉ giảm về vùng 7, 7 hoặc là vùng 6.9 ở đây, và tích lũy lại để chờ một cái kênh xu thế dài. Đối với Hoa Sen là như vậy, Hoa Sen là như vậy, và đây là đang là những cái vùng mà trong, nếu như các anh chị đọc cái cuốn của Livermore ấy, tức là các cái nhà đầu tư liên tục giao dịch tại đây thì nó sẽ tạo thành một cái nền tảng, sau một cái nền tảng đó thì nó sẽ phát đi một cái kênh xu thế đó. Thì trong lý thuyết Livermore nó nói rất là rõ, và cái cuốn Livermore cũng là một cuốn rất là hay, các anh chị nên đọc. Tiếp theo là TLH và Nam Kim, thì đây là hai cái mã cổ phiếu về ngành thép nữa. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là TLH cũng đã rơi về những cái nhịp rơi rất là mạnh, những cái nhịp rơi rất là mạnh, và cũng giảm gần như là về những cái vùng hỗ trợ, và trong lịch sử thì TLH cũng đã có những cái nhịp đánh khá là tốt đó của ngành thép. Hoặc là Nam Kim, NKG cũng như vậy. Và vấn đề là khi nào thì chúng ta sẽ mua, khi nào chúng ta sẽ mua. Đó, ví dụ Nam Kim sau một cái quãng thời gian đánh giá thì Nam Kim cũng đã có một cái mức tăng khá là thần tốc từ vùng 6 lên đến vùng
vùng 30, tức là tăng 6 lần, tăng 6 lần. Vậy thì hiện tại bây giờ Nam Kim đang ở cái vị, đang ở cái vị thế này. Vậy thì cái vùng 6.5 của Nam Kim sẽ như thế nào, và từ vùng 5 đến vùng 6.5, tức là khi chúng ta đưa những cái mã cổ phiếu mà vào cái diện quan sát thì chúng ta sẽ có thể quan sát hàng tháng cơ. Đó, quan sát hàng tháng và chúng ta sẽ tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ở đây khi mà cổ phiếu phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật, khi mà cổ phiếu phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện được một cái kênh xu thế mới, thì chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ nhảy vào. Đó. À, hàng không thì có VRC cũng đã phân tích rồi, HVN chúng ta kiểm tra xem HVN hiện tại như nào. HVN thì sau những cái nhịp chỉnh ở đây lại lấy lại được vùng hỗ trợ 34, rút chân, có một cây nến rút chân ở đây vùng 34, những cái lực hồi ngắn hạn thì cũng khá là ổn, khá là ok. Tuy nhiên là vùng 3 hiện tại là vùng 35 và kháng cự ngắn là vùng 36, thì như vậy là nó cũng có những nhịp đánh nó hơi ngắn. Hơi ngắn thì chúng ta cũng không quá kỳ vọng. Họ nhà Viettel thì về cơ bản là Hùng lít vào đây thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không phân tích nhiều đến họ nhà Viettel. Hùng thì phân tích mã cổ phiếu VGI, bởi vì cái mã cổ phiếu VGI là một cái mã cổ phiếu mà cũng khá nhiều những anh chị em đang nắm giữ. Thì trong cái bản tin phân tích khuyến nghị gần đây, đó là trong cái vùng 31 này cổ phiếu VGI đã bị gãy, thì Hùng có đánh giá rằng VGI sẽ có một nhịp giảm khá là mạnh ở đằng sau đó, khá là mạnh, và giảm về đâu đó chạm khoảng vùng 20. Thì nói như vậy thì mọi người cũng bảo là sao mà giảm mạnh thế, sao mà giảm nhiều thế. Thì khi cổ phiếu nó đã bị phá kênh, phá cái xu thế, thì cái cách nó giảm thì cũng như Hùng Lê có phân tích với mã cổ phiếu mà với các bờ, có thể là giảm nó sẽ hồi lên một tí như này. Một số nhà đầu tư sẽ tiếp tục mua vào ở đó và sau đó thì sẽ tiếp tục đạp xuống như này. Đó, thì khi mà cái kênh xu thế giảm nó phát đi như vậy thì chúng ta sẽ nên tránh, chọn mua ở những cái điểm này, và khi đã gãy vùng 31 rồi thì những tài khoản nào mà đang nắm thì chúng ta cũng sẽ nên bán ra. Còn CTR và VTK thì hiện tại không có những cái tín hiệu kỹ thuật đẹp. CTR thì đang đi ngang. CTR thì đang đi ngang và có thể gãy ở cái điểm gãy kỹ thuật ở đây là điểm nào? Về cơ bản là cũng gãy kỹ thuật rồi đấy. CTR là về cơ bản là gãy kỹ thuật rồi. Và chỉ cần một cái phiên mà nó đạp qua vùng 45 như kiểu như thế này thì như vậy là CTR về xu thế là sẽ rơi, sẽ chạm về vùng 35. Đấy là chạm về vùng hỗ trợ thì nó cũng sẽ là hợp lý. Về vùng này tích lũy lại một thời gian dài dài và sau đó tiếp tục đánh lên thì như thế thì nó sẽ hợp lý hơn, và nó sẽ hấp thụ hết được toàn bộ những cái lượng hàng ở đây. Ở đó, nó sẽ hấp thụ hết được toàn bộ những cái lượng hàng ở đây. Thủy sản có mã DHC đang khá là đẹp. DHC gần như bây giờ là đang đỉnh cao của mọi thời đại, và DHC thì chúng ta cũng thể thấy rằng là từ lúc lên sàn bây giờ thì DHC đã có một cái mức tăng từ 5.000 và hiện tại bây giờ đã là 40.000, tức là một mức tăng 8 lần chưa kể cổ tức. DHC thì đã có những cái điểm đánh kỹ thuật ở đây, tức là đánh vượt vùng 37 và đã có 3 tuần neo đậu khá là tốt ở quanh vùng 40, lực cầu khá là tốt. Hiện tại như thế này thì có thể là sang tuần tới thì DHC sẽ đánh vượt vùng 40. Và khi DHC vượt vùng 40 rồi thì khi đó thì nó sẽ đi về những cái vùng rất là cao ở trên này, gần như là chúng ta sẽ nó chạy một cái sóng dài giống như kiểu một sóng dài của khu công nghiệp ấy. Thì đối với những anh chị em nào mà chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này thì chúng ta có thể nếu mà sang tuần có những cái điểm mà kỹ thuật xác nhận, đó là lượng cầu tiếp tục vào và khả năng thì cầu sẽ vào thôi. DHC sẽ có những cái phiên đánh vượt thoát vùng 40 thì chúng ta mở mua luôn, và chúng ta chấp nhận mua giá cao và chúng ta bán giá cao, bởi vì khi đó cái xu thế nó xác nhận rồi. Đó, thì DHC cũng là một mã cổ phiếu mà các anh chị của chúng ta nên nốt lại. Sẽ ghi vào đây. Mua nếu vượt 40. GEG thì thủy điện thì hình như là cũng
không có những cái dấu hiệu khởi sắc, chủ yếu vẫn đang đi ngang, tạo lập vẫn đang đi ngang. Thì đi ngang như thế này thì sẽ có thể là một cái chân trời mới hoặc là một bờ vực. Những áp lực về chỉnh trong ngắn hạn thì vẫn còn, và có thể là chúng ta sẽ có những cái mức chỉnh tối đa, tức là có thể là sẽ chỉnh tối đa về đây. Cái hỗ trợ tối đa của nó là khoảng vùng 26.5 đó, cái mức chỉnh tối đa đây. Bỏ hết những cái này đi, chúng ta có thể đó, vùng có thể là vùng 26.5, và khi có thể chạm về vùng 26.5 này thì cái lực cầu nó sẽ đánh lên, và cơ bản là thị trường, xu thế thị trường thì có thể là tạo lập cũng đang cố gắng neo đậu cổ phiếu này đi ngang khi thị trường đang xấu, và khi thị trường ổn định tốt trở lại thì sẽ đánh chạm lại vùng 30, và khi vượt thoát được vùng 30 thì như vậy là GEG sẽ có một cái kênh xu thế mới, và đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà đánh cũng tạo lập đánh cũng khá là tốt. KDC thì ngày hôm nay chia cổ tức KDC. Trong những cái phân tích định lượng là từ vùng 20 đến vùng 20.5, và sau khi chia cổ tức thì như nó đã thành vùng 19.5. 19.5 đến vùng 20 à. Thì đối với KDC thì chúng ta cũng thể thấy rằng là những cái phân tích định lượng trước đây của Lê đó là vì sao KDC lại có một cái mức giảm từ vùng 40 và chạm về vùng 20, đó là một cái năm về đáy lợi nhuận của KDC của năm 2019 nó không thực sự tốt, và khi mà đáy lợi nhuận rơi về đến đó và KDC đã không đánh gãy cái vùng 20 này thì hiện tại là KDC đang có những cái bước chuyển mình. Để có thể hồi phục sang một cái xu thế mới, và đây Hùng có vẽ đây, tức là cái bước chuyển mình này thì nó có thể đánh vòng lên vòng xuống và cái vùng 19.5. Và có thể sâu hơn sẽ là vùng 19, nhưng khả năng vùng 19 đến vùng 19.5 đây sẽ là một cái vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng một cái điểm chuyển mình của KDC ở trong một cái kênh xu thế chung và dài hạn. Các mã cổ phiếu dược thì Hậu Giang cũng sẽ đề cập đến mã cổ phiếu dược Hà Tây. Đối với dược Hà Tây thì hiện tại là đã chạm về cái vùng ở đây, tức là cái vùng 50, về vùng 50 ở đây rồi. Và tạo lập thì đang có những phiên là kéo chạm vùng 55 xong đấy lên là xả xuống, thì chúng ta sẽ phân tích và định lượng mã dược Hà Tây này ở trên góc độ như thế nào. Trên góc độ là hiện tại thì chúng ta có thể mở mua lấy vị thế ở vùng giá 50. Sau khi cổ phiếu về đến tài khoản, nếu như trường hợp mà bị gãy ở vùng 50 thì chúng ta sẽ có một cái vùng hỗ trợ đây. Ở vùng 47, và nếu như gãy vùng 47 thì thôi, chúng ta tạm thời chúng ta chấp nhận là chúng ta cái điểm mua của chúng ta sai, thì chúng ta tạm thời là chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội khác. Tuy nhiên đối với dược Hà Tây thì với một cái góc nhìn và một quan điểm hiện tại thì chúng ta đang kỳ vọng một cái sóng đánh nó dài hơn so với một cái nhịp đánh là từ vùng phân tích ở đây nhỉ, từ vùng 40 đánh chạm vùng 50 và nó đánh vượt lên đến vùng 60 đó. Thì cái vùng hỗ trợ trong một cái nhịp sóng dài của dược Hà Tây có thể sẽ ở vùng 45, thì những cái điểm này đó chính là những cái điểm mà chúng ta sẽ quan sát. Nhưng ở vùng 50 thì chúng ta có thể mở mua vị thế, và chúng ta sẽ quan sát ở vùng 47 đến vùng 45 ở đây đó. Khi cổ phiếu về đến tài khoản rồi thì chúng ta sẽ chấp nhận đợi đến cái vùng này nếu như cổ phiếu tiếp tục trình giảm. Ở khu công nghiệp thì chúng ta có phân tích D2D. D2D thì lại chạm lại về vùng 80, những cây nến đi ngang khá là hẹp với lượng cầu thấp trong ngắn hạn, thì những áp lực chỉnh của D2D có thể vẫn còn, và cái vùng 80 này là một cái vùng mà để xác nhận rằng là cổ phiếu này có tích lũy lại được hay không, thì để đánh lại một nhịp nữa, tức là lại những nhịp hồi phục nó đánh ngắn ngắn thế này nữa trước khi mà đánh về vùng 90.
Đó, còn nếu tại vùng 80 này mà bị gãy thì như vậy là gần như D2D cũng đã coi như là chạy hết một cái sóng dài, tức là sẽ tạo thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây. Mô hình hai đỉnh cũng là một cái mô hình rất là kinh điển ở trong trong quá trình mà chúng ta phân tích và đầu tư chứng khoán. Đây một đỉnh đây, và sau đó thì tạo thành một mô hình đỉnh đây nữa, và sau cái mô hình hai đỉnh đó thì cổ phiếu sẽ như thế nào, sẽ rơi rất là mạnh, rơi rất mạnh, tức là rơi sẽ chạm lại vùng hỗ trợ ở đây và bật lên một tí, và bật lên kiểu này đó, bật lên kiểu này, và sau đó thì sẽ phá vùng hỗ trợ. Thì đấy là một cái mô hình khá là kinh điển ở trong đầu tư, và hiện tại D2D thì chúng ta cũng không còn những cái cơ hội tốt để chúng ta đầu tư ở đây nữa. NTC thì Nam Tân Nguyên thì cũng như vậy, hiện tại thì đang đi ngang như này thì cũng khá là khó, bởi vì cái cách mà chúng ta phân tích của Nam Tân Nguyên thì nó hơi khó hơn, bởi vì Nam Tân Nguyên thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái độ tạo lập nó đang lái cái mã cổ phiếu này, và những cái điểm mà ví dụ chúng ta ở đây gãy 150 thì chúng ta sẽ bán những tài khoản nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ thì chúng ta bán, và nếu như cái vùng 160 nhỉ, 160 nó vẫn cứ lình trình đi ngang được, 160 trên cái vùng 160 thì lình trình đi ngang được, thì cái cơ hội mà đánh chạm về vùng giá 180 đến vùng 200 vẫn còn, tức là cũng có thể nó sẽ có một cái xu thế tạo thành cái mô hình hai đỉnh ở đây. Đấy, nó có thể tạo thành hai đỉnh ở đây, có thể hai đỉnh bằng nhau hoặc là đỉnh sau sẽ thấp hơn một tí, thì hiện tại là những cái tín hiệu này nó cũng gần như không còn cơ hội nữa. IDV thì mấy hôm nay tạo lập đánh kiếp, toàn là sàn xong nó lại kéo lên, thì đối với mã cổ phiếu này thì cũng đã có phân tích rồi. Mua để nắm giữ, để ăn cổ tức hàng năm thôi, chứ còn cái việc mà chúng ta đánh lướt thì nó cũng hơi khó, bởi vì thanh khoản nó khá là thấp. Tuy nhiên là ở một góc độ chung và dài hạn thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là từ lúc lên sàn đến bây giờ thì mã cổ phiếu này cũng ở trong một cái kênh xu thế tăng chứ nó không giảm. Các mã cổ phiếu trụ của Blue Chip thì Vinamilk đã phân tích rồi, J, các anh chị chú ý những cái điểm mà J có thể chỉnh giảm về để chúng ta có thể mua để đón một cái kênh xu thế. BVH, Mansan, Mansan thì đang rơi vào một cái xu thế khá là xấu. MWG rất là xấu, PNG thì chúng ta cũng chờ ở những cái điểm đâu đó khoảng ngắn hạn là khoảng 78 78 78.5, còn trung và dài hạn hơn thì ở khoảng vùng 72.5 đến vùng 73. Công nghệ thì FPT cũng đã có phân tích rồi, ở vùng 56 nếu như cổ phiếu này không bị gãy thì như vậy là cái cơ hội tạo lập đánh lên vẫn còn. Và FPT thì vẫn đang còn có cơ hội. FPT thì vẫn đang còn có cơ hội FPT. Hùng sẽ nói lại FPT một tí. Thì lúc này em có phân tích FPT ở vùng 56 đến vùng 56 vùng 57, và thậm chí là có thể là vùng 54.5. Đó thì khi mà cổ phiếu bị gãy, gãy nền, gãy những cái điểm gãy kỹ thuật quan trọng thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bán ra. Còn lại nếu mà nó vẫn đang lình trình ở trong những cái điểm mà cho phép thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ nắm giữ để chúng ta xem những cái cơ hội nó vẫn còn. Đó, ví dụ như vậy. Còn gãy thì bắt buộc của chúng ta sẽ bán. DGW thì sao? DGW. DGW chúng ta nhìn ở đây. Lịch sử đánh của DGW. Lịch sử đánh của DGW, đây là một cái nhịp sau một cái nhịp giảm dài, DGW có một nhịp đánh lên và cũng gần như là rũ hết sạch sẽ ở đây, rũ hết sạch sẽ ở đây. Các anh chị có thể nhìn thấy những cái nhịp rũ ở đây, đúng không ạ? Gần như sau cái nhịp đánh lên này thì DGW đã có một nhịp rũ ở đây, và sau cái nhịp rũ đó thì DGW đã có những cái nhịp đánh, và đây mới là một cái nhịp đánh thực sự dài của DGW. Thì ở trong cái giai đoạn hiện tại, Hùng Lê vẫn kỳ vọng DGW đánh một cái sóng dài, thì có thể là cái nhịp đánh dẫn của DGW từ cái vùng 20, cứ cho là từ vùng 20 và chạm vùng 26, tức là cái target đầu tiên của DGW đã hoàn thành, đúng không? Đây, đó, trong những cái nhịp đánh ở đây là có những nhịp chỉnh ở đây này, vùng 24.5 này Hùng Lê có phân tích là đánh chạm vùng 26 mạnh hơn, đánh chạm vùng 26 mạnh hơn có thể vùng 27 đến vùng 28, đúng không? Nếu không gãy, và đây đang là những cái nhịp mà theo như quan sát của Lê thì có thể rũ lại hết, và lại rũ lại về phần nền của nó thì là sẽ về nền 23. Tại 23 này, tức là đây cái mũi tên đỏ đỏ này giảm về vùng 23, và từ vùng 23 này thì chúng ta sẽ quan sát, và đối với 23.5
Và đối với quan điểm của ông Lê thì DGWF vẫn là một cái mã cổ phiếu đầu ngành về ngành công nghệ thông tin, về ngành công nghệ thông tin, và sẽ chạy những cái sóng dài, sẽ chạy những cái sóng dài. Và sóng dài đầu tiên đó là đánh vượt vượt vùng 27, 28 này, và sau khi đánh vượt được những cái vùng ở trên này thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Phân tích định lượng tiếp theo. Và đây có thể coi là một cái nhịp đánh dẫn, và đây là một cái nhịp rũ, và rũ thì nó cũng chỉ rũ về chạm đây thôi, chạm vùng 23. Chạm 23.5 sẽ tích lũy tại đây. Các anh chị lưu ý. Ông sẽ nốt vào đây. Chạm 23 đến 23.5. Quan sát. Đối với mã cổ phiếu nhựa thì Bình Minh cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta cần xem xét ở một cái góc độ chung và dài hạn. Nhựa Tiền Phong thì cũng như vậy. Nhựa Tiền Phong thì hiện tại là Nhựa Tiền Phong đang có những cái điểm chuyển chuyển mình, và cái điểm chuyển mình ở đây thì cũng đang nhìn thấy ở khoảng cái vùng 30 đến vùng 34, và chúng ta xem ở trên biểu đồ nến tuần trên biểu đồ đến tuần thì sau một cái thời gian mà Nhựa Tiền Phong cũng đã có một cái nhịp rơi khá là mạnh, rất là mạnh, 50% thì rơi về đây, thì đây đang là những cái nhịp đánh dẫn lại, và có thể là sẽ chạm lại vùng 30 này, thì cái thời gian mà để Hùng đã lọc phân tích rồi, cái thời gian mà để cổ phiếu chuyển mình thì nó sẽ rất là dài. Các anh chị có thể nhìn thấy ở cái giai đoạn này, đây cũng là một cái giai đoạn chuyển mình của Bình Minh, của Nhựa Tiền Phong. Các anh chị thấy là bao nhiêu tuần rất là dài đằng đẵng luôn. Thì đây mình sẽ kéo cái này sang đây chẳng hạn, ví dụ như vậy đó, thì là nó cũng phải chạy hết cái vòng elip này, thì lúc đó thì chúng ta mới có thể có những cái định lượng tiếp theo. Thì những cái phân tích này là những cái phân tích sớm để giúp cho chúng ta nốt lại, để chúng ta có thể có một cái quá trình mà chúng ta đầu tư chủ động hơn. Chúng ta sẽ phân tích nhanh qua một số các cái mã cổ phiếu đầu cơ khác. Đối với Hút thì hoàn toàn cũng tương tự như vậy. Hút cũng đang là một mã cổ phiếu mà nó đang chuyển mình, và cái chuyển mình này thì nó sẽ cần thời gian ở vùng 2 đến vùng 2.5. Ở vùng 2 đến 2.5, kỳ vọng là Hút sẽ chuyển mình tại đây. TCH thì đánh kinh khủng rồi. Gần như là TCH đó có một cái nhịp đánh rất là tốt ở đây, đánh lên ở nhịp này và rũ lại hết sạch sẽ ở vùng 22, và sau đó thì đánh chạm target vùng 26, và phiên hôm nay thì đã đánh vượt vùng 28 và có thể là sẽ chạm lại vùng 30. Cơ hội đầu tư của TCH hiện tại thì nó gần như nó không còn nữa, bởi vì là TCH, đặc điểm của TCH là đánh lên rất nhanh và sau đó thì cũng rũ đi rất nhanh. Chính vì vậy là nếu như chúng ta đu ở những cái nhịp ở trên này thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ở trong giai đoạn này thì mã cổ phiếu đầu cơ 2 là một trong những mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ ngắm nhìn nó kỹ hơn, ngắm nhìn nó kỹ hơn ở trên cái góc độ là đầu tư, trên góc độ đầu tư. Thì những cái nhịp mà chỉnh giảm 2 đang có những nhịp đánh dẫn lên, và sau đó thì đang kỳ vọng là từ đây này, đánh chạm về vùng 2, và từ vùng 2 thì gom rất là đẹp. Từ vùng 2 thì sẽ gom mua lên rất đẹp, và 2 có thể trong cái nhịp này tạo lập sẽ có một nhịp đánh dài của 2 ở trong giai đoạn hiện tại, tức là không phải một cái sóng ngắn. Đoạn này là đang kỳ vọng là 2 sẽ đánh một nhịp lên khá là tốt ở đây. Lịch sử thì 2 cũng đã có những cái nhịp đánh khá là kinh khủng, thì đối với giai đoạn hiện tại thì cũng đang kỳ vọng là 2 sẽ nó vừa mang cái tính chất đầu cơ, nhưng mà đoạn này thì có thể là mang cái tính chất đầu tư. 2 này. 2.0. Mua. Thì không biết là với cái tạo lập hiện tại thì 2 có chạm được vùng 2 không? Có đánh được về 2 không? Tức là đúng 2 luôn đấy. Đó. Nhưng mà chúng ta cứ nốt lại đây. Khá là đẹp cho một cái nhịp mà có thể là bên đánh dài hơn. Mã cổ phiếu TSC thì có những cái nhịp phân tích ở trước đây, và sau đó thì hàng về thì cũng đã khuyến nghị bán, các anh chị đã bán rồi. Và trong cái phiên
Trong phiên này thì đã một số anh chị là trong team đã mua này, T0 này, T1 này, T2, hôm nay mới T2 đã giảm rồi, thì chết rồi, không kịp T3. T3 hy vọng về là cầm hòa, còn nếu không thì phải bán, bởi vì là đã có những cái nhịp mà bắt như thế này. Tuy nhiên là trong phiên ngày hôm nay thì một cái lượng hàng lớn đã ra, nhưng khả năng là tạo lập đã mua lại ở trong phiên này thì sẽ không không dễ dàng đánh ngắn thế đâu, khả năng là vẫn còn hồi phục. TSC mã cổ phiếu 2 có gì? 2 chưa có gì. TG đó, mã cổ phiếu TIG cũng là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta đã có những cái phân tích định lượng. Tuy nhiên là những cái định lượng của chúng ta thì tất nhiên đối với mã cổ phiếu đầu cơ thì chúng ta cũng không thể mạo hiểm được, và trong một cái nhịp gần đây nhất là chúng ta kỳ vọng là nó đánh lại về 4 và sau đó thì chúng ta mua lại thì nó hợp lý hơn, nhưng mà bây giờ nó cứ dòng dẵng nó đánh lên thế này thì nó cũng sẽ rất là khó. Hiện tại thì gần như là mã cổ phiếu này nó cũng đã đi vượt thoát, tức là khi đã vượt được cái vùng 4 ở đây, tức là nó trong ngắn hạn là nó cũng đã vượt thoát gần như hết tất cả những cái kháng cự rồi. Thì khả năng là với một cái nhịp đánh như thế này thì nó sẽ chạm vùng 8 thôi. Khả năng chạm 8 mà chốt tương bừng, gần 8 mà chốt tương bừng, cơ hội thì cũng có thể còn, nhưng mà nó hơi rủi ro với chúng ta, chính vì vậy nên là chúng ta cũng không thể tham gia được. BCG thì là một cái mã cổ phiếu này thì khả năng sẽ hợp lý hơn đối với trên những góc nhìn về quan điểm của chúng ta. BCG thì hiện tại đã chỉnh chạm này, đã chỉnh chạm vùng 8 này, vùng 8, và tại vùng 8 này thì chúng ta sẽ quan sát. Và tại sao lại có phân tích đề cập đến mã cổ phiếu BCG thì BCG cũng gần như là sau một cái nhịp, sau một cái quá trình, đây là trên biểu đồ đến tuần anh chị nhé, sau một cái quá trình mà BCG tích lũy dài và có những cái quá trình chuyển mình đó, có những cái quá trình chuyển mình ở đây thì Hùng Lê cũng đang kỳ vọng rằng là BCG có thể sẽ đánh một cái sóng dài ở đây. Trên biểu đồ và trên những cái biểu đồ nến tuần và trên cái biểu đồ kênh xu thế thì có thể là hiện tại là có hai cái tọa độ mà đang phân vân, đó là vùng 7 và vùng 8. Thì để mà chúng ta, cái cách của chúng ta, quá trình mà chúng ta đánh mã cổ phiếu thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể mua ở vùng 8. Ví dụ chúng ta mua 10% hoặc 20% ở vùng 8 và chúng ta chờ cổ phiếu về. Nếu trường hợp của cổ phiếu bị rơi khỏi vùng 8 thì chúng ta sẽ chờ tiếp, là chúng ta sẽ chấp nhận là nắm cái 10% đó đến vùng 7. Và nếu như tại vùng 7 này mà cổ phiếu bị phá vỡ thì chúng ta sẽ chấp nhận là chúng ta sẽ bán cái lượng mua đó ở 10% ở cái vùng 7 hoặc 20% ở cái vùng 7, tức là chúng ta chấp nhận một cái mức lỗ từ vùng 8 về vùng 7. Đó, còn ngược lại, nếu tại vùng 8 này mà cổ phiếu tích lũy được lại được và đi lên, như vậy là chúng ta đã có vị thế rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động mở điểm mua. Ví dụ khi là cổ phiếu kéo lại về vùng 8 chấm cổ phiếu kéo về lại vùng ví dụ 8.5 chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có những cái chủ động, bởi vì lúc đó là chúng ta đã có vị thế rồi thì chúng ta sẽ rất dễ mua. Đó, chúng ta sẽ rất dễ mua. Như vậy là chúng ta sẽ hoàn toàn chủ động trong những cái phương pháp đầu tư của chúng ta. ASM thì hiện tại là chúng ta sẽ quan sát thôi. ASM thì hiện tại là chúng ta sẽ quan sát. TNA thì đánh rất là kinh khủng. TNA thì gần như là bây giờ thì không biết là phân tích theo hướng như thế nào nữa, nhưng mà rõ ràng là tạo lập trong phiên ngày hôm nay đã đánh lên rất là mạnh, và gần như TNA thì cũng đã đánh vượt đỉnh, tức là tạo lập hôm nay là đánh chủ động là đánh vượt vùng 22. Và như vậy thì đối với TNA thì cũng đã đi vào một cái kênh xu thế chung và dài hạn, tức là có nghĩa là không còn đây, các anh chị có thể nhìn thấy đó, và gần như là đánh vượt kênh. Thì sau một cái xu thế vượt kênh này thì cái quan điểm hiện tại của Lê thì có thể đánh chạm lại về vùng 27. Đó, đánh chạm lại về vùng 27, và khi chạm vùng 27 thì lại trả lại vùng 22, và như vậy thì TNA có thể bắt đầu bước vào một cái kênh xu thế tăng dài, thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích và cập nhật. Còn những cái điểm mua hiện tại thì cũng hơi mạo hiểm, bởi vì là hơi mạo hiểm. Tuy nhiên với một cái tạo lập như thế này thì cái việc mà đánh cổ phiếu đi xa và đi dài đối với TNA là vẫn còn.
cơ hội vẫn còn. CVT Đạm Phú Mỹ thì chúng ta sẽ không phân tích, chúng ta phân tích hai mã cổ phiếu này, bởi vì hai mã cổ phiếu này là hai mã cổ phiếu mà Phú Tài PTB là hai mã cổ phiếu nằm trong một cái chiến lược cổ phiếu chung và dài hạn. Thì đây chúng ta sẽ bật ở bên này thì chúng ta sẽ thấy dễ hơn ở trên cái biểu đồ nến tuần. Trên cái biểu đồ nến tuần thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi mà một cái kênh xu thế đi chung và dài hạn thì nó khá là khó chịu, đúng không ạ? Tức là nó tăng lên và nó giảm và nó sẽ đi ngang này, và sau đó thì nó có những cái lực hút dòng tiền để quay trở lại. Thì một số các anh chị là rất là nóng ruột khi mà PTB chỉnh từ vùng 76 mà chỉnh chạm về vùng này, thì có thể là một cái kênh xu thế đi dài thì Úng đã có phân tích đề cập rồi, là có thể chỉnh chạm về vùng 70.5, chỉnh chạm về vùng 70.5 đến vùng 71 đó, chỉnh chạm về vùng 70, và từ vùng này thì cổ phiếu không bị gãy thì chúng ta lại có một cái nhịp đánh lên tiếp theo. Vậy thì chúng ta phải bình tĩnh và chúng ta chấp nhận việc là khi những cái điểm mà Hùng Lê phân tích ở đằng dưới, tức là những cái điểm mua tốt ở phía đằng dưới này, những cái điểm mua tốt ở phía đằng dưới đó là những cái điểm mà Hùng đã có phân tích ở đây, trong những cái nhịp phân tích ở đây định lượng ở vùng 66 hay 67 đó, đánh chạm target vùng 75 lên đến 76, và những cái nhịp chỉnh giảm này thì có thể chỉnh giảm về những cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, có thể chỉnh giảm về những cái vùng hỗ trợ đây và từ đây lại đánh lên. Thì cái cách đi của những cái mã cổ phiếu mà đi theo những kênh xu thế chung và dài hạn thì chúng ta phải đi chậm, và chúng ta kỳ vọng ở những góc độ như vậy thì chúng ta mới chịu được. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ sốt ruột nhảy lên nhảy xuống nhìn ngó thì chúng ta sẽ rất là khó. DBC cũng là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại Thùng Lê cũng đang có những cái phân tích định lượng của Dabaco ở trên một cái kênh xu thế ở quanh vùng giá 22 đến vùng 2.5 đây, trong cái biên này, và sẽ cần thời gian để Dabaco đi hết tích lũy xong và phát đi những cái tín hiệu tiếp theo, thì đối với Dabaco chúng ta cũng sẽ đưa vào những cái danh mục để chúng ta theo dõi. APC Bana thì hình như là cũng không có những cái yếu tố đột biến. CTI thì cũng đang ở trong một cái kênh xu thế chuyển mình. HT1 tại sao lại đưa HT1 vào đây? HT1 thì chúng ta cũng phải nhìn nhận ở trên một cái góc độ như này, tức là HT1 cũng là một mã cổ phiếu mà nó đi khá là chậm. Đấy, nó cứ túc tắc nó đi rất là chậm và những cái nền tích lũy đi ngang. Nhưng mà khi mà HT1 có những cái điểm đánh vào cầu ấy, thì các anh chị cũng có thể thấy đây, một cái nhịp đánh của HT1 cũng đánh từ đâu đó vùng chỗ này là vùng 5, cứ cho là vùng 5 và đánh lên đến vùng 20, tức là cũng một cái nhịp đi gần 4 lần. Thì hiện tại ở đây đã là từ vùng 10 và đánh lên vùng 15, tức là 5/10 đã đánh. Các anh chị đừng có nhìn ngắn thế này thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta phân tích và định lượng là đã đi được 50% rồi đấy, 50%, đúng không ạ? 5/10, đúng không? Đã đi được 50%. Đó, đã có một cái mức lãi 50%. Và cái cách đi của những cái mã cổ phiếu dài thì đấy, nó sẽ đi rất chậm. Và trong cái giai đoạn này, chúng ta quan tâm đến cổ phiếu này ở giá 14. Giá 14 cho một cái kênh xu thế và có thể tích lũy ở vùng 14, và sau đó thì cổ phiếu này sẽ túc tắc đi lên, đó, đi lên theo kênh. Thì đối với HT1 là như vậy. Tại sao Lùng lại nốt lại cái cổ phiếu này ở vùng 14? Và nó thích hợp với những anh chị mà chúng ta đầu tư dài. Đó, ở vùng 14 và thậm chí là không phải ở vùng 14, vùng 14 chúng ta mua ở những cái vị thế. Và sau đó thì cổ phiếu này có thể chỉnh đây, chỉnh chạm về vùng 12. Tức là đánh từ vùng 10 lên 15, giảm xuống 12, và từ vùng 12 này lại có những cái điểm tích lũy. Vậy thì để chúng ta không bị nhỡ những cái vị thế thì có thể vùng 14 chúng ta cũng giải ngân khoảng 20%, đúng không? Nắm tiếp, và nếu như ở vùng 12, 14 này nó không bị phá vỡ và còn nó có những vị thế hút lên ở vùng 15, 16 thì đấy là những cái cơ hội để chúng ta gia tăng tỷ trọng đấy. HVH thì đang quan sát thôi. HVH thì về cơ bản là đã có một cái nhịp rơi khá là mạnh đây, và quan sát những cái điểm ở đây thôi, chứ còn hiện tại là HVH cũng chưa có những cái điểm rơi kỹ thuật khá là tích cực. Ok, như vậy là Hùng Lê đã cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta đi phân tích lại, định lượng lại toàn bộ xu thế thị trường
Trong tuần vừa qua đó, và sau đó thì chúng ta cũng đã có những cái đánh giá về cái tình hình thị trường trong tuần mới. Thì về cơ bản là tuần mới vẫn là một cái tuần rất là khó khăn ở nhiều góc độ, ở góc độ về thị trường chung, ở góc độ về những cái thông tin vĩ mô, và ở những cái góc độ về nội tại thị trường, tức là các cái nhóm ngành để đỡ thị trường hiện tại thì cũng đang nhìn thấy nó đang khá là yếu. Và một điều đặc biệt hơn nữa là trên cái biểu đồ kênh xu thế, trên cái biểu đồ xu thế của VN Index, thì phiên thứ 6 kết tuần vẫn là một cái phiên mà một cây nến đỏ bóng dài, bóng dưới dài và bóng trên nó không có, và đã lấp cây nến của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì gần như cũng đã lấp hết tất cả những cái thành quả của phiên ngày thứ 3, thứ 2, thứ 3, thứ 4 trước đó. Điều đó cho thấy rằng là thị trường của chúng ta vẫn còn những cái áp lực rất là khó khăn. Thì chúng ta, những anh chị em mà đang trending thì chúng ta cũng sẽ phải chủ động trong cái quá trình giao dịch của chúng ta, và chúng ta sẽ lựa chọn những cái mã cổ phiếu, những cái mã cổ phiếu mà Hùng lên nhấn mạnh, những cái mã cổ phiếu mà chúng ta xác định là có thể đánh được ở một kênh xu thế dài, kênh xu thế trung và dài hạn, thì như vậy là chúng ta cũng sẽ khá là an toàn. Ok, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong các bản tin tiếp theo.